Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 15. Nói xong, Châu Văn Sinh lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Tần Lâm. Đây là danh thiếp của tôi kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến đường biển như du thuyền, đánh bắt thủy hải sản, vận tải đường biển, nếu như cần gì. Tần Lâm lắc đầu, tôi không hứng thú với ông. Nói xong, Tần Lâm để lại đơn thuốc rồi ra về. Tần Lâm không thích cách đối xử của Châu Văn Sinh với bác sĩ. Anh đến chữa bệnh là vì nề mặt Tô Văn Kỳ, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Tần Lâm cũng không muốn nói nhiều. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được, nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được. Châu Văn Sinh vô cùng ngượng ngùng, nhìn bóng dáng của Tần Lâm, khẽ thở dài. Thái độ lúc trước của mình với Tần Lâm không đúng, sau này có cơ hội nhất định phải xin lỗi, dù sao Tần Đại Sư cũng là ân nhân cứu mạng của con gái mình. Sau khi Tần Lâm ra khỏi cửa, đám người Thiết Thần Y cũng vội vàng cáo từ, đi theo sau anh. Tần Đại Sư, tiểu đệ là Tiết Phong, đây là danh thiếp của tôi, sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé. Tần Đại Sư có thể add Zalo của tôi không ạ? Sau này chúng ta có thể tụ họp, tiệm của tôi có rất nhiều nhân sâm, Đại Sư cứ tùy ý chọn. Mấy người kỳ bo thế, Đại Sư, sau này tất cả dược liệu trong tiệm tôi đều tặng cậu cứ yên tâm mà dùng. Mấy tên này mặt dày như tường thành, Tần Lâm không biết phải từ chối thế nào, bọn họ cứ ngồi thở sau không chịu đi, một mực muốn theo Tần Lâm đến y quán Hiên Viên. Vừa vào y quán, thấy mấy người đang làm việc vặt, cũng không nghĩ nhiều, đây là bổ trí bình thường của y quán, có mấy bác sĩ thực tập là chuyện bình thường. Nhưng nhìn thấy người đang ngồi coi bệnh, Thiết Thần Y lập tức sững sờ. Khổng Thần Y, Khổng Phàm Lâm là bậc thầy đông y, lên TV nhiều lần, cũng từng mở nhiều buổi tọa đàm. Rất nhiều người biết đến ông ta. Đây là một người thầy chân chính, một bác sĩ đông y nổi tiếng thế giới, không ngờ Khổng Phàm Lâm cũng ở đây. Thầy Khổng, thầy là chủ y quán. Chẳng nhẽ, Tần Đại Sư lợi hại như vậy là nhờ sự dạy dỗ của Khổng Phàm Lâm. Khổng Phàm Lâm có đệ tử lợi hại thế sao? Khổng Phàm Lâm nói, tôi không phải, tôi chỉ là dược đồng của cậu Tần mà thôi. Mọi người lập tức cạn lời. Đậu má, khoa trương quá má ơi. Khổng Phàm Lâm là bậc thầy đông y đó, mà lại làm dược đồng cho cậu Tần á. Cậu Tần này có thân phận như nào vậy? Tần Lâm vừa về, Khổng Phàm Lâm vội vàng nói. Cậu Tần, xảy ra chuyện rồi, các chủ y quán của phố đông y đã tụ họp đủ rồi, còn mỗi chúng ta thôi, tôi đang đợi cậu quay lại rồi đi. Tần Lâm nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Phố đông y vẫn luôn hòa thuận, các chủ y quán tụ tập lại, e rằng đã xảy ra chuyện lớn. Có vẻ như có người nước ngoài đến phá y quán. Phá y quán, Tần Lâm cười lạnh, bọn họ đâu phải võ quán, phá làm gì, hơn nữa dù là so y thuật với nhau, người nước ngoài sao lại đến phá. Tần Đại Sư, đến sớm không bằng đến đúng lúc, chúng ta đi thôi, đám Thiết Thần Y cũng nhao nhao muốn hóng Bremer, cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn. Tần Lâm gật đầu, nếu đã vậy thì chúng ta đi xem thôi. Chủ y quán của những y quán xung quanh mà đã tập hợp lại thì nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, đi xem thế nào. Một hàng mười mấy người đến cổng y quán lớn nhất có tên là y quán Hán Hưng, chủ y quán tên là Mã Hán Hưng, là một thầy thuốc gần 50 tuổi, trình độ khá cao. Lúc này có không ít chủ y quán vây quanh một người bệnh, đứng giữa có một người nước ngoài da trắng, cao to, để râu quai nón, mặc áo blue trắng, mặt khinh khỉnh. Đông y, buồn cười thật. Cũng giống như ảo thuật của Hoa Hạ mấy người vậy, trông có vẻ thần kỳ, mà thực chất là lừa đảo, người nước ngoài mặc áo blue trắng vừa dứt lời, các bác sĩ đông y lập tức nổi giận. Mẹ kiếp, anh nói cái gì thế? Mã Hán Hưng cúi đầu thở dài một hơi, nói với mọi người. Xin lỗi, là lỗi của tôi, khiến mọi người mất mặt rồi. Sau khi giải thích một hồi, Tần Lâm mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay có một người nước ngoài bị ngất ở quảng trường. Mấy người tốt đỡ anh ta đến y quán để chữa bệnh, đến y quán Hán Hưng của Mã Hán Hưng, kết quả sau khi Mã Hán Hưng châm cứu, người nhà của người nước ngoài này chạy đến, xỉa sói châm biểm bọn họ. Người nhà của người nước ngoài này là bác sĩ khoa nội có tiếng trên thế giới, cho người bệnh uống một ít thuốc liền tỉnh, vậy nên người nước ngoài bắt đầu phê phán đông y, nói đông y chỉ như ảo thuật, đều là lừa gạt. Người nước ngoài tên là Owen, cha Google là thấy ngay được đây là một chuyên gia vô cùng lợi hại. Thậm chí đã từng được nhận giải Nobel, có thể coi là nhân vật đứng đầu trong giới Tây y thế giới. Vậy nên mọi người đều chỉ có thể nổi giận mà không thể nói gì, người ta dù kiêu ngạo nhưng có bản lĩnh để kiêu ngạo. Nhìn thấy có người muốn ra tay, Owen lạnh lùng cười một tiếng.
Sao vậy, bác sĩ Hoa Hạ mấy người chẳng nhẽ còn biết đánh nhau à? Chữa không khỏi bệnh liền đánh người, đánh đến khi bọn họ không dám nói ra sự thật. Ha ha, hôm nay đúng là được tận mắt chứng kiến tinh hoa của Đông Y, mấy người cứ đợi đấy. Tên Owen này đến Hoa Hạ một thời gian rồi, nói tiếng Trung rất tốt, nói xong còn lấy điện thoại ra, tìm được một dãy số. Chẳng mấy chốc, mấy chiếc xe van, xe thương vụ đã đến, có điều trên xe không phải mấy tên côn đồ, mà toàn là phóng viên. Đa phần là người nước ngoài, nhưng cũng có một số phóng viên người Hoa Hạ, bọn họ giơ máy quay lên nhắm vào mấy bác sĩ ở phố Đông Y. Nhìn thấy trên xe viết tên công ty truyền thông, đa phần đều là công ty truyền thông nước ngoài. Mấy công ty truyền thông nước ngoài thường trú ở Hoa Hạ thích nhất là hóng Dreamer, bọn họ thích đưa mấy tin tức xấu về Hoa Hạ, đặc biệt là mấy thứ bọn họ coi là bảo vật. Như Đông Y, như võ thuật, nhưng chỉ cần là tin tức xấu, bọn họ sẽ không kiêng nể gì mà đưa tin. Đám người Mã Hán Hưng nhìn thấy cảnh này, mặt lập tức tái nhợt, chuyện này lớn rồi. Owen nhìn vào ống kính nói một tràng tiếng Anh, nội dung đại khái là. Nhìn mấy bác sĩ Đông Y chỉ có hư danh này đi. Em trai tôi bị ngất trên đường, đưa đến phòng khám của bọn họ, mà bọn họ lại châm cứu cho em trai tôi, kết quả tôi chỉ cho em trai uống mấy viên thuốc kháng sinh là tỉnh lại, không biết tại sao người Hoa Hạ lại đi tôn sùng mấy bác sĩ với y thuật thế này. Ở đây có rất nhiều người biết tiếng Anh, nhìn thấy Owen nói như vậy với cánh truyền thông, ai ai cũng nổi giận, nếu như không vì phóng viên đang ở đây, bọn họ đã sớm động tay động chân rồi. Một phóng viên nữ cũng lại gần phỏng vấn Mã Hán Hưng. Xin hỏi vị chủ y quán này, ông giải thích thế nào về việc châm cứu không có tác dụng? Mặt Mã Hán Hưng đỏ gắt lên, vô cùng tức giận. Cái gì mà không có tác dụng? Chứng bệnh của cậu ấy vốn là chứng bệnh không thể chữa khỏi ngay lập tức, bởi vì tôi mới châm cứu được vài phút nên chưa có hiệu quả ngay. Tên Owen kia lại đến đúng lúc này cho người bệnh uống thuốc kháng sinh, vậy nên trông có vẻ như uống thuốc xong mới tỉnh, nếu không, người bệnh đang hôn mê, sao biết uống thuốc? Nghe giải thích này, Owen cười lạnh, sao không biết uống thuốc? Động tác nuốt thuốc vốn là phản ứng theo bản năng, chỉ cần viên thuốc đủ nhỏ, thì vẫn nuốt được. Đông y của mấy người đâu chữa nổi bệnh tật gì, chỉ biết già mồm át lẽ phải. Anh, Mã Hán Hưng tức đến mức suýt mắng người. Mọi người ở đây đều biết, người bệnh này bất tỉnh là vì bị cảm nắng. Hiệu quả của việc châm cứu khi chữa cảm nắng đến khá nhanh, nếu như đến bệnh viện Tây Y thì sẽ được truyền nước. Thử nghĩ xem. Châm cứu tốn nhiều thời gian hơn hay truyền nước tốn nhiều thời gian hơn? Với một số bệnh mà nói, chữa bệnh nhờ phương pháp Đông Y có tác dụng không hề chậm hơn Tây Y. Đám người Tần Lâm cũng hiểu ra, Mã Hán Hưng không nói dối cũng như không có chối bỏ trách nhiệm. Châm cứu đúng là như vậy, có những bệnh có thể khỏi ngay tức thì, có những bệnh cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Chứng bệnh này cho dù dùng Tây Y để chữa thì cũng vậy thôi, tốc độ hồi phục nhanh hay chậm không liên quan đến y thuật, mà liên quan đến người bệnh. Có điều chỉ là bệnh cảm nắng mà thôi, Mã Hán Hưng sao có thể không chữa nổi. Owen nắm được đằng chui, bắt đầu không kiêng dè gì mà chỉ trích Đông Y. Owen chỉ vào kim bạc trên bàn, tùy tiện cầm lên mấy cây, chĩa vào ống kính rồi nói. Mấy cây kim gì này mà cũng chữa được bệnh á, đây chẳng phải ảo thuật hay sao? Đã ai thấy được mấy cây kim này chữa được bệnh chưa? Đây rõ ràng là đang làm nhục y học hiện đại. Owen càng nói càng quá đáng, đám người Tần Lâm nghe không nổi nữa. Anh có tin cây kim bạc này sẽ khiến anh phải quỳ xuống không? Tần Lâm đứng ra, ống kính lập tức chĩa vào anh. Owen sững sờ, sau đó khịt mũi coi thường, dùng tay ấn cây kim bạc xuống là có thể bẻ gãy cây kim. Chẳng qua chỉ là một sợi lông bò mà thôi, có thể khiến người khác bị thương sao? Có thể cứu được người bệnh sao? Đây rõ ràng là công cụ biểu diễn ảo thuật. Đừng đứng ở đây mà tự làm mình mất hết thể diện nữa. Tần Lâm lạnh lùng nở nụ cười, nếu như anh đã nói là ảo thuật, thế để tôi trình diễn một màn ảo thuật cho anh xem nhé. Nói xong, Tần Lâm lấy ra một cây kim bạc, cắm nhẹ vào mu bàn tay Owen. Cây kim bạc mảnh như lông bò mà có thể cắm xuyên qua da Owen, không hề gây cảm giác đau đớn, Owen cưỡi lạnh, toàn thân tôi đầy cơ bắp, không sợ. Chưa nói hết câu, hai chân Owen đã không nghe lời mình, bộp một tiếng. Quỳ xuống trước mặt Tần Lâm. Ống kính xung quanh lập tức hạ xuống, toàn bộ chĩa thẳng vào Owen đang quỳ dưới đất. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, không ngờ một cây kim bạc này lại có hiệu quả đến thế. Tất cả phóng viên đều trợn tròn mắt, há hốc mồm, bao gồm cả Owen cũng vậy. Bây giờ anh ta đang quỳ trước mặt Tần Lâm, vô cùng mất mặt, cố gắng đứng dậy nhưng không có đủ sức để đứng dậy,
hoàn toàn không thể điều khiển được hai chân của mình. Owen nổi giận, liền rút cây kim bạc xuống. Tuy nhiên cũng chẳng có tác dụng, Owen vẫn quỳ dưới đất, hai chân mất cảm giác hoàn toàn. Cậu làm cái gì vậy? Cậu làm cái gì với tôi rồi? Mau cho tôi đứng lên. Đám người Mã Hán Hưng, Thiết Thần Y lộ ra vẻ vui mừng, Tần đại sư sẽ có cách mà, một cây kim mảnh mà có thể bắt anh ta quỳ xuống, anh ta cứ khinh thường Đông Y đi, cứ khinh thường châm cứu đi. Tần Lâm không quan tâm đến anh ta, Owen cứ quỳ trên mặt đất mấy phút, giãy giụa một lúc, hai chân mới có lại chút cảm giác, miễn cưỡng đứng dậy được. Mấy người đúng là chỉ biết hại người, tôi ở đây trịnh trọng bày tỏ thái độ, Đông Y của mấy người không biết chữa. Đông Y chỉ biết hại người. Lời vừa dứt, một phóng viên trong chỗ đó đột nhiên xoa mũi, kinh ngạc hét lên. Á, chảy máu, cô phóng viên nhìn thấy thấy máu của bản thân, sợ hết hồn, hoảng hốt lo sợ, vội vàng cầu xin mấy bác sĩ ở đây, dù sao ở đây có nhiều bác sĩ như vậy, chẳng nhẽ lại không chữa được bệnh chảy máu mũi. Mã Hán Hưng nhìn thấy vậy, chỉ là cảm nắng mà thôi, chỉ cần. Mã Hán Hưng còn chưa nói hết, Owen đã lạnh lùng hừ một tiếng ngắt lời ông ấy. Cảm nắng cái gì, Đông Y thích nói mấy lời vớ vẩn nhỉ, gì mà cảm nắng, nóng trong, thấp khí sao, toàn là nói láo. Thấp khí, tên một loại bệnh chảy máu mũi là do khoang mũi bị tổn thương, lại đây, để tôi giúp cô cầm máu. Owen lấy ra từ hòm thuốc tăm bông và một số loại thuốc cầm máu. Để bác sĩ ngồi trên ghế xong, sau đó dùng tăm bông sát trùng tiêu độc, rồi bôi thuốc cầm máu vào trong khoang mũi. Máy quay đều quay được lại hết cảnh này. Đây là thời khắc giúp Tây Y bọn họ rạng danh, nhất định phải quay thật sắc nét. Nhưng bây giờ không thể so sánh, hay là để bác sĩ Đông Y ra tay, liền biết ai mới thực sự biết chữa. Owen vừa cầm máu vừa nói, nếu để Đông Y mấy người chữa, chắc lại chậm cứu, biết đâu còn châm vào mũi cô ấy. Cô phóng viên sợ hết hồn, lòng đầy sợ hãi. Tiếp theo có hơi đau, cô nhịn một chút nhé. Owen dùng tăm bông chấm lên thuốc cầm máu, rồi chọc vào mũi của cô phóng viên. Cây tăm bông dài chọc vào lỗ mũi cô ta lập tức nhíu mày, mặt nhăn lại, trông có vẻ rất khó chịu. Bôi thuốc khoảng một phút, anh ta mới rút tăm bông ra, cô phóng viên họ mấy tiếng, nước mắt chảy ra. Owen nói, yên tâm đi, chỉ cần nhịn đau một chút, sau sẽ khỏi thôi, nếu như chữa theo kiểu Đông Y, thì không biết cô sẽ phải chịu cái gì nữa. Cô phóng viên gật đầu, vừa định nói, thì đột nhiên mũi lại chảy máu. Nhưng lần này chảy nhiều hơn, chảy cả vào miệng. Khiến cô ta sợ hãi vô cùng. Bác sĩ Owen, tôi lại bị chảy máu rồi. Owen nhíu mày, mặt biến sắc, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Để tôi thử lại, Owen lấy tăm bông ra, chuẩn bị chọc vào một lần nữa, mặt cô phóng viên tái nhợt, có hơi sợ hãi. Tần Lâm không nhìn nổi nữa, lạnh lùng nói. Lang băm, anh làm đến thế là được rồi đấy, đừng làm rách khoang mũi của cô ấy thêm nữa, không có văn hóa, nóng trong thì là nóng trong. Anh có bôi thêm thuốc cũng chẳng có tác dụng. Lời Tần Lâm đã nói trúng tâm tư của mọi người, đám người nước ngoài này thật ngu dốt, bản thân không biết nóng trong là gì, còn bảo Đông Y vớ vẩn, rõ ràng bọn họ mới là người vô học. Owen nghe thấy vậy, lập tức nổi giận, cậu nói cái gì? Tôi không có văn hóa. Được, vậy cậu chữa đi. Nếu như cậu chữa khỏi, thì tôi phục cậu. Tần Lâm nói với Khổng Phàm Lâm, chuẩn bị hai củ tỏi lớn. Khổng Phàm Lâm lập tức hiểu ý, vâng. Nhìn thấy Khổng Phàm Lâm lấy tỏi ra, Owen cười lạnh, quay hết lại đi, xem người Hoa Hạ làm trò nè, phóng viên của chúng ta bị chảy máu mũi, bọn họ lại dùng tỏi, làm gì vậy, chẳng nhẽ để ăn à. Chẳng mấy chốc đã dã xong tỏi, Tần Lâm đến trước mặt cô phóng viên, ngồi xổm xuống. Tôi giúp cô cởi giày và tất nhé, cô phóng viên có hơi sợ, đừng dùng kim đâm tôi được không. Người nước ngoài rất sợ châm cứu. Đặc biệt là cô phóng viên này vừa bị Owen dùng tăm bông chọc vào mũi thì càng sợ đau hơn, cảnh lúc nãy đã để lại bóng ma trong lòng cô ta. Tần Lâm bình tĩnh cười một tiếng, cô yên tâm, cách chữa bệnh của tôi sẽ đảm bảo không khiến cô bị đau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, Tần Lâm cởi giày và tất ở chân trái của cô phóng viên ra, cầm đống tỏi đã được giã ra ở trong tay, sau đó ấn vào gang bàn chân của cô phóng viên. Ái! Thực ra không có đau, chẳng qua là lạnh như bảng vậy. Củ tỏi này không được lấy ra từ trong tủ lạnh, mà là tỏi ở nhiệt độ bình thường, không ngờ giã ra sau đó xoa lên lòng bàn chân sẽ lạnh như vậy. Trong những ngày hè oi ả, làm như vậy thật thoải mái. Thể loại cô phóng viên dựa vào ghế, nhắm mắt,
Owen lập tức lạnh lùng cười, cậu đang làm cái gì vậy? Massage à, cách chữa bệnh của đông y hài hước quá, mũi cô ấy bị thương, mà mấy người lại massage chân cho cô ấy. Bác sĩ và giới truyền thông đều ổ đây, mấy người đang lòe thiên hạ đấy à? Owen vừa nói xong, cô phỏng viên ngẩng đầu, xoa mũi mình, đột nhiên nói. Á, tôi hình như hết chảy máu rồi. Chỉ mất có khoảng một phút, cô phóng viên đứng dậy, dùng giấy lau mũi, quả nhiên không chảy nữa. Tất cả phóng viên lập tức sững sờ, mấy phóng viên người nước ngoài này đều cảm thấy hết sức thần kỳ. Người bệnh bị chảy máu mũi, không chữa phần mũi mà lại chữa phần chân, hơn nữa còn là một phương pháp vô cùng đơn giản, kỳ diệu quá. Cô phóng viên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chỉ có người đích thân trải qua thì mới hiểu được sự thần kỳ của đông y. Mặt Owen có hơi khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng qua là may mắn thôi, vừa nãy cô phóng viên uống thuốc của tôi, hiệu quả của thuốc hơi chậm, đúng lúc cậu ta dùng phương pháp kia nên mới khỏi được. Lời của Owen khiến mọi người liên tục cười khẩy, lời giải thích này quen thật đấy. Lúc trước, có một vị bác sĩ người nước ngoài da trắng nào đó chữa bệnh cho người bị ngất, Mã Hán Hưng cũng nói như vậy, kết quả bị Owen cười khẩy châm biếm. Bây giờ anh ta lại dùng đúng lý do này, không sợ mất mặt à? Nhìn thấy mọi người đang cười nhạo mình, Owen nói, nếu mấy người không tin, hay chúng ta so tài đông tây y thêm lần nữa. Lời Owen vừa dứt, cánh phóng viên tỏ ra hưng phấn, chĩa máy quay vào Owen và mấy bác sĩ kia. Xung đột giữa đông tây y vẫn luôn là vấn đề mang tính quốc tế, rất nhiều bác sĩ tây y thích thách thức bác sĩ đông y, cảm thấy đông y hữu danh vô thực, có điều cuộc so tài thực sự như này thì hiếm thấy, bởi vì mấy thứ đông tây y này rất khó so sánh. Trừ phi tìm được hai người bệnh có cùng chứng bệnh như nhau, hơn nữa tiến hành trị liệu cùng lúc hai phương pháp đông và tây y, mới có thể so sánh được bên nào mạnh bên nào yếu. Nếu không như lúc nãy, hai người cùng chữa một bệnh nhân, ai ra tay trước là lại nói thuốc của mình tác dụng chậm, cũng khó có thể phân thắng bại. Lần này Owen đại diện cho tây y này muốn đến đường đông y đến phá y quán, đây là tin tức vô cùng nóng. Đám Mã Hán Hưng cũng bực mình khó chịu, muốn so tài với Owen. Anh nói đi, so tài thế nào? Owen cười khẩy, chỗ tôi có một cặp bệnh nhân, là song sinh, chứng bệnh của hai người giống nhau, hay là, lấy bọn họ ra để tỉ thí nhé? Mã Hán Hưng nhíu mày, để tên người nước ngoài này tìm bệnh nhân, không biết có vấn đề gì không, nhỡ may bệnh nhân lại bênh bọn họ, nói lời bất công thì phải làm thế nào? Có điều bảo bọn họ tìm một cặp bệnh nhân có cùng loại bệnh thì nhất thời cũng khó. Tần Lâm lạnh lùng mỉm cười, nói, nếu anh đã muốn thi, thì chúng tôi sẽ chiều anh đến cùng. Được, Owen nở nụ cười khinh khỉnh, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho người bệnh. Chẳng mấy chốc, hai người bệnh đã đến y quán Hán Hưng. Hai thanh niên da trắng xuống xe, cao to trông khá khỏe mạnh, không giống người bị bệnh gì cả, có điều hai người đều đeo khẩu trang. Đến chỗ của Owen, nói vài câu bằng tiếng Anh, Owen đáp lại. Hai vị đây là bệnh nhân của tôi, anh em James, có thể gọi đây là James lớn, đây là James nhỏ. Hai người này bị viêm mũi dị ứng bẩm sinh, mỗi năm đến tháng 4 và tháng 10 là lại phát tác, vẫn luôn không thể chữa trị tận gốc. Hai người đã hẹn trước với tôi, nhưng tôi không tới kịp, đã vậy hôm nay chúng ta so tài đông tây y, lấy bọn họ ra thử nghiệm. Đám người Mã Hán Hưng nhíu mày. Bệnh viêm mũi dị ứng không phải bệnh gì nặng, nhưng cũng là chứng bệnh khó chữa, vì khi chữa khó trị tận gốc, hiện nay mà nói. Cả giới y học dù là đông y hay tây y đều vẫn không thể chữa trị tận gốc căn bệnh này. Nếu là đông y thì có thể uống thuốc trong thời gian dài, điều dưỡng cơ thể để giảm khả năng tái phát của bệnh. Đây không phải loại bệnh có thể chữa trị ngay lập tức, bây giờ so tài y thuật, lại dùng người bệnh này e rằng khó phân thắng bại. Owen nhìn thấy sắc mặt của mọi người, lập tức cười mỉa mai nói, sao vậy? Sợ rồi à, vớ vẩn, sợ anh á, so thì so. Mặc dù nói câu này có hơi chột dạ nhưng đã đến bước này rồi, bao nhiêu phóng viên đang nhìn, nếu như không so tài, e rằng sẽ trở thành trò hề cho người đời. Owen cười khẩy, vậy thì bắt đầu thôi, không biết ai trong các vị ra trận nhỉ. Mã Hán Hưng tiến lên, để tôi. Chuyện này vốn do ông ấy gây ra, nên để ông ấy ra mặt cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên điều quan trọng nhất là bệnh viêm mũi dị ứng này không dễ chữa, có khả năng sẽ thua tây y. Đến lúc ấy người bị mất mặt chính là bọn họ, Mã Hán Hưng không muốn liên lụy đến người khác, nếu bị mất mặt thì cứ để một mình ông ấy mất mặt thôi. Owen nói, được thôi, vậy trong hai vị này, ông chọn ai? Mã Hán Hưng nhìn, không biết chọn ai mới ổn, anh em song sinh, thể chất cơ bản giống nhau, hơn nữa chứng bệnh cũng giống nhau,
cứ chọn đại dêm lớn là được. Bắt đầu bắt mạch, trong lòng Owen đã có dự tính, hai người bệnh này sớm đã được kiểm tra, hơn nữa đã có phác đồ điều trị, chỉ cần làm là được. Owen lấy tăm bông, thuốc, kim tiêm ra. Tiêm thuốc vào tĩnh mạch, cho người bệnh uống thuốc và bôi thuốc vào vùng mũi. Sử dụng cùng lúc ba phương pháp, mặc dù không thể trị khỏi hoàn toàn nhưng có thể thấy được hiệu quả ngay tức khắc, khiến cho người bệnh khỏi ngay lập tức. Mặc dù chỉ trị được ngọn không trị được gốc, nhưng thắng được cuộc thi này là được rồi, cũng không cần phải chữa khỏi hoàn toàn cho bọn họ. Owen đã tính toán từ trước, bệnh viêm mũi dị ứng không có cách nào chữa tận gốc, chỉ có thể áp chế nó. Mã Hán Hưng ở bên này bắt mạch xong liền nhíu mày. Đúng là bị viêm mũi dị ứng, nhưng không phải loại viêm mũi dị ứng thông thường, nếu như là thường ngày, ông ấy sẽ kê đơn bảo người bệnh thường ngày, ông ấy sẽ kê đơn bảo người bệnh uống thuốc, điều dưỡng cơ thể, nhưng bây giờ uống thuốc mà uống một lần thì sao có hiệu quả. Mã Hán Hưng chỉ có thể làm một chút thuốc bột, bôi lên vùng mũi của dêm lớn, loại thuốc bột này có tác dụng áp chế chứng bệnh, có điều hiệu quả không lớn. Chẳng mấy chốc, hai người đã chữa trị xong, hai anh em đứng dậy, xoa mũi. Sau đó dêm lớn hắt xì hơi một cái. Phun hết thuốc bột ra. Sắc mặt Mã Hán Hưng thay đổi, có hơi khó coi. Thuốc bột vốn không có hiệu quả cao lắm, còn bị dêm lớn hắt xì hơi ra hết, chẳng khác gì không chữa trị. Hai anh em đứng cạnh nhau, dêm nhỏ trông rất vui, lộ vẻ thoải mái, hít sâu một hơi sau đó nôn ra hết. Còn dêm lớn thì cau mày khó chịu, sau đó vội đeo khẩu trang. Owen cười khẩy, đã đủ để phân thắng bại chưa? Đông y chẳng qua là được thổi phồng lên, chút võ mèo của các người chỉ có thể diễn ảo thuật thôi, đúng là người hoa hạ ha ha ha. Owen nhìn vào ống kính, vô cùng hống hách, nhìn thấy chưa, đây chính là trình độ của đông y, phố đông y trình độ cao nhất toàn tỉnh cũng chỉ thế thôi, không tìm ra được ai có thể so bì được với tôi, bác sĩ đông y thế này mà các người cũng dám. Lúc Owen đang thao thao bất tuyệt chém gió trước ống kính, Tần Lâm đột nhiên vỗ vai anh ta. Bình thản nói, còn chưa đâu xong đứng khoa trương quá. Owen quay lại nhìn, lập tức cau mày lại. Sao thế, cậu còn không phục? Lúc nãy chuyện Tần Lâm dùng một cây kim bạc khiến anh ta quỳ xuống đến bây giờ anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Tên này rất kỳ lạ, không giống với những người khác. Tần Lâm nói, cho tôi một phút. Nói xong Tần Lâm rút một cây kim bạc, đi đến trước mặt dêm lớn rồi nói với cậu ta. Cuộn tay thành nắm đấm giống như tôi. Dêm lớn làm theo Tần Lâm. Ngón cái đặt vào giữa, bốn ngón tay còn lại cuộn thành nắm đấm. Sau đó thịt lồi ra ở eo bàn tay, Tần Lâm dùng kim bạc tùy ý châm một cái vào giữa. Đây là huyệt vị quan trọng ở tay người, với cách châm cứu khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau. Sau đó Tần Lâm nói, bác sĩ Owen, không phải anh thích trị ngọn chứ không trị gốc bệnh sao, tôi nói cho anh biết, nếu đồng ý mà chỉ trị phần ngọn sẽ nhanh hơn anh rất nhiều. Mặt Owen biến sắc. Không ngờ rằng Tần Lâm lại nhìn ra mánh khóe của mình, nhưng anh ta vẫn cãi ngang. Cậu nói linh tinh gì vậy chứ, ai trị ngọn không trị gốc chứ? Cậu dêm nhỏ đã được tôi chữa khỏi rồi, chẳng phải cậu cũng thấy cậu ta không hắt xì nữa sao? Tần Lâm cười khẩy, ỏ, vậy sao? Không hắt hì nữa nghĩa là bệnh viêm xoang đã chữa khỏi rồi sao? Nói xong Tần Lâm hỏi người bệnh của mình, cậu dêm lớn, cậu thấy thế nào? Dêm lớn cởi khẩu trang, hít sâu một hơi. Lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu ta sung sướng nói. Không sao rồi, tôi cảm thấy rất thoải mái. Dêm lớn nói như thế lập tức khiến đám đông kinh ngạc, bác sĩ đông y này lại một lần nữa thể hiện kỹ thuật của mình, dùng kim bạc châm vào eo bàn tay mà lại có thể chữa khỏi bệnh viêm xoang sao. Lợi hại thật đấy, Owen cau mày nói, đều chữa khỏi như nhau, nhiều nhất cũng chỉ xem như hòa thôi. Tần Lâm cười khẩy, vậy sao? Tôi nói rồi, nếu như chỉ trị ngọn không trị gốc, đông y vẫn sẽ áp u đảo anh. Nói xong, Tần Lâm tiện tay bốc một nắm đất cát dưới đất rồi rắc, bụi bay tứ tung. Sau khi gió thổi hết, mặt dêm nhỏ biến sắc, lập tức hắt xì hơi. Hắt hì hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, cậu ta vội dùng giấy bịt mũi nhưng vẫn không có tác dụng. Còn người anh em sinh đôi dêm lớn lại chẳng có phản ứng gì, cho dù đất cát bay nhưng không bị dị ứng hắt xì hơi. Lần này thực sự đã phân rõ thắng bại. Cùng là trị ngọn nhưng đông y vẫn tốt hơn. Cậu dêm nhỏ bị cát bụi kích thích hắt xì hơi liên tục, cậu ta nắm lấy tay Tần Lâm, chỉ vào tay mình, ý muốn nhờ anh châm cứu. Tần Lâm bảo cậu ta cuộn tay thành nắm đấm giống như dêm lớn, châm một cây kim bạc vào eo bàn tay, sau đó dêm nhỏ họ hai tiếng rồi ngưng hắt xì hơi. Sắc mặt của Owen lập tức trở nên rất khó coi,
không ngờ rằng Tần Lâm lại lợi hại như vậy, châm cứu một cái liền hiệu quả. Điều này khiến anh ta bẽ mặt, bao nhiêu phóng viên đang nhìn, bệnh nhân mà anh ta chữa khỏi thì tái phát, còn bệnh nhân mà người ta chữa khỏi lại chẳng sao. Thậm chí bệnh nhân của mình còn đi cầu xin bác sĩ khác chữa trị, đây đúng là nỗi sỉ nhục lớn. Tần Lâm cười khẩy, thế nào, chẳng phải là chị Ngọn sao, anh không thể nào tưởng tượng được sự uyên thâm của Đông Y đâu. Tần Lâm tiếp tục nói, bảo ông chủ Mã kê đơn thuốc cho hai người, sau khi về nhớ uống thuốc đúng giờ, tầm 3 tháng sẽ có hiệu lực. Đơn thuốc chữa bệnh viêm xoang cũng đơn giản, anh hay người khác kê đơn thì cũng vậy thôi. Mã Hán Hưng cảm động nhìn Tần Lâm, ông biết Tần Lâm đang cho ông cơ hội để lấy lại thể diện. Ông vội vàng kê đơn thuốc rồi đưa cho hai anh em. Hai người bốc thuốc ở bất kỳ quán đông y nào cũng được hoặc có thể đến chỗ của tôi được, cảm ơn thần y. Hai em anh dêm không ngứa mũi, không hắt xì hơi nữa nên thấy rất vui, cảm ơn rối rít đám người Tần Lâm. Hai người nước ngoài cảm ơn bác sĩ đông y, cảnh tượng này đã được phóng viên ghi lại, ngày mai mà đăng tin thể nào danh tiếng đông y cũng sẽ lừng lẫy khắp nơi. Mặt Owen vô cùng khó coi, anh ta không muốn thấy cảnh này. Đợi đã, cậu dựa vào gì mà nói mình đã chữa khỏi bệnh cho bọn họ chứ, dị ứng bụi bẩn chỉ là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến dị ứng. Cậu còn chưa thử những thứ còn lại, sao có thể nói là chữa khỏi rồi chứ? Nguyên nhân dị ứng tổng cộng có hơn 100 loại, sao có thể thử hết tất cả các loại chứ? Chẳng qua là tên Owen này muốn kiếm cớ, cố ý gây rắc rối để lấy lại thể diện mà thôi, anh ta muốn kết quả cuối cùng là hòa. Đám người Mã Hán Hưng cau mày, tên này đúng là mặt dày, còn lý sự cùn như thế. Tần Lâm cười khẩy, nếu đã thế thì tôi sẽ làm theo ý anh. Nói xong, Tần Lâm ngắt hoa trong bồn hoa ở bên cạnh. Tiện tay xé ra, hương thơm lập tức lan tỏa. Mặt Owen biến sắc, lùi về sau mấy bước, anh ta dùng tay bịt mũi miệng, cậu làm gì vậy? Hai anh em dêm hít hương hoa nhưng không có bất kỳ phản ứng gì, thường thì bị viêm xoang sẽ dị ứng phấn hoa, bây giờ phấn hoa nhiều thế này nhưng họ không hắt xì hơi, chứng minh bệnh viêm xoang đã khỏi rồi. Nhưng sắc mặt tên Owen lại rất khó coi, vẻ mặt nhăn nhúm, toàn thân bắt đầu ngứa ngáy. Bác sĩ Owen, anh làm sao thế? Sao cổ anh lại đỏ lên thế kia? Mặt cũng đỏ, nổi mụn hết lên rồi. Vẻ mặt Owen rất khó coi, tôi bị dị ứng với phấn hoa. Kiểu dị ứng phấn hoa của Owen không phải là viêm xoang mà là dị ứng da, bắt gặp phấn hoa sẽ nổi mụn, nhẹ thì toàn thân ngứa ngáy khó chịu, nặng thì ngất xỉu, bị sốc, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Đám phóng viên đều là bạn của Owen, bọn họ lo lắng, đám phóng viên đều là bạn của Owen, bọn họ lo lắng. Owen, có cần chúng tôi gọi xe cấp cứu cho anh không? Có người nói, gọi xe cấp cứu làm gì chứ, đều là bác sĩ, để bác sĩ chữa không phải là được sao? Mọi người đều nhìn về phía đám người Tần Lâm, dù sao cũng có nhiều bác sĩ đông y như vậy, chắc sẽ không để Owen cứ quằn quại khó chịu ở đây đâu đúng không? Tần Lâm cười đáp, có thể chữa được nhưng không biết anh Owen có bằng lòng không? Owen nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, các người có chữa cũng không chữa khỏi. Mã Hán Hưng nói, vậy anh mời bác sĩ cao siêu khác đi. Bọn họ chẳng muốn bận tâm đến loại người này, chết quách đi, ai thèm chữa bệnh cho anh chứ. Bác sĩ không thể tự chữa trị cho mình được, thể hiện kiến thức uyên thâm trên lĩnh vực Tây y nhưng Owen không thể nào kiểm tra cho bản thân, cũng không thể chữa trị, anh ta bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc. Bác sĩ Owen, mau xin lỗi đi, anh sắp không chịu nổi đâu. Owen ngẩng đầu, ngậm chặt miệng không chịu xin lỗi. Hằn học nhìn đám người Tần Lâm, giống như đang giận sôi máu vậy. Mấy người phóng viên vội nói, các vị bác sĩ, nếu anh Owen xảy ra chuyện ở chỗ các người e rằng sẽ gây ảnh hưởng ra quốc tế, mong các vị mau chóng chữa trị. Mã Hán Hưng cau mày lại, các người có thái độ gì đấy, cầu xin thì cũng phải ra dáng cầu xin chứ, anh ta cũng không cần chúng tôi chữa trị, chúng tôi mặc kệ sống chết của anh ta. Một người phóng viên nước ngoài hừ lạnh lùng, bác sĩ Owen là chuyên gia nổi tiếng quốc tế. Nếu anh ấy chết ở phố đông y của các người, con phố này sau này đừng hòng được mở nữa, dư luận quốc tế chắc chắn sẽ áp đảo các người, không tin các người cứ thử xem. Anh uy hiếp tôi, đám người Mã Hán Hùng vô cùng khó chịu, chữa bệnh cứu người là điều nên làm, nhưng đám người ngoại quốc này đúng là hống hách, tưởng rằng mình là người nước ngoài thì sẽ có địa vị cao hơn người Hoa Hạ sao? Tần Lâm nói, không sao, chữa thì chữa, bọn họ nói cũng có lý. Tần Đại Sư muốn ra tay. Bọn họ thấy không vui, tên Owen này chế giễu bọn họ như thế, bây giờ còn cứu anh ta, hơn nữa cứu rồi bọn họ cũng sẽ không thấy cảm kích, đúng là tức chết đi được.
Tần Lâm cười nói với Mã Hán Hưng, ông chủ Mã, sân sau quán của ông có cối xay không? Mã Hán Hưng sững sờ, có. Tần Lâm gật đầu, được, mời mọi người di chuyển ra sân sau. Nói xong mọi người đi theo Tần Lâm ra sân sau y quán của ông ấy, ở đó có một cái cối xay, bên trên còn có lửa đang kéo cối, xay một ít bột thuốc. Mã Hán Hưng dắt lửa sang một bên, để lại cái cối xay. Tần Lâm nói, lấy ít xạ hương, thược dược khô. Tần Lâm nói một đống dược liệu, hầu hết là đồ khô, sau đó bảo Mã Hán Hưng đi chuẩn bị. Những dược liệu này đều là đồ dự trữ thường thấy, ông ấy nhanh chóng đem đến, sau đó Tần Lâm đổ vào cối xay rồi nói với Owen. Anh Owen, muốn chữa bệnh thì hãy cởi áo ra. Lúc này Owen đã mất hết sức phản kháng, dị ứng khiến anh ta thấy khó chịu vô cùng, vội cởi áo ra, để lộ cơ thể toàn sẹo lồi. Anh đến đây, cầm lấy cái cọc gậy gỗ này rồi dùng lực đẩy. Owen cau mày lại, hơi nghi ngờ nhưng vẫn thử cầm lấy cọc gỗ, bắt đầu đầy. Bột thuốc được nghiền nát, bay tung tóe lên không trung, sau đó từng hạt li ti rơi trên người Owen, cảm giác dễ chịu sảng khoái lập tức ùa đến. Hơn nữa cái cọc gỗ này giải ngứa rất tốt, Owen vừa đẩy vừa dùng cơ thể cọ sát về phía trước. Tần Lâm cười nói, anh Owen, nếu muốn khỏi nhanh hơn thì tôi còn một vài cách khác, bịt mắt lại, kết hợp với cả rốt sẽ nhanh hơn. Owen hừ lạnh lùng, có thứ giúp điều trị nhanh hơn còn không mau mang đến đây. Mã Hán Hưng lén cười, vội lấy vải bịt mắt và cà rốt đến. Tất cả người Hoa Hạ đều hiểu rõ là chuyện gì, còn đám người nước ngoài đó thì không biết gì hết. Owen bịt mắt lại, cởi chân, miệng nhai cà rốt, thong thả kéo cối xay giống như lửa vậy. Mọi người xung quanh đều che miệng cười, còn dùng điện thoại quay lại đăng lên mạng, nhưng đám người nước ngoài thì không hiểu. Họ cảm thấy cách chữa bệnh này rất thần kỳ. Điều quan trọng là Owen cảm thấy rất hiệu quả, trong quá trình xay cối, bột thuốc rắc lên người anh ta, cộng thêm cọc gỗ của cối xay cũng có tác dụng nhất định. Hơn nữa Owen cởi trần kéo cối xay, cơ thể toát mồ hôi, lỗ chân lông mở to, máu lưu thông nhanh thúc đẩy hiệu quả của bột thuốc, vì thế chứng dị ứng trên cơ thể dần biến mất. Lúc này mọi người mới thực sự khâm phục Tần Lâm, đúng là thần y, thực sự lợi hại. Không chỉ y thuật cao siêu mà cũng rất thông minh, nhanh trí. Owen được coi là nhân vật tầm cỡ quốc tế, dù sao cũng là bác sĩ nổi tiếng chuyên gia hàng đầu, nếu anh ta thực sự xảy ra chuyện ở đây, họ chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Cho dù có Tần Lâm ở đây không ai dám làm gì bọn họ, nhưng sẽ gây dư luận ở nước ngoài. Chết ở nơi toàn bác sĩ đông y, chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của họ. Nhưng nếu chữa trị cho anh ta, tên Owen này ăn nói lỗ mãng, không tôn trọng bọn họ, cho dù bị bệnh nhưng vẫn ương ngạnh, không chịu thua. Cứu anh ta khiến mọi người thấy bực bội, khó chịu, chiêu này của Tần Lâm vẹn cả đôi đường. Vừa cứu tên Owen này vừa khiến anh ta bị xấu mặt. Ở nước ngoài anh là bác sĩ tài giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng phải kéo cối xay cho tôi đấy thôi. Tầm hơn 10 phút sau, mụn trên người Owen đã biến mất hoàn toàn, anh ta cởi bịt mắt, ăn hết phần cà rốt còn lại, anh ta chỉ cảm thấy thấy sung sướng thoải mái. Phóng viên lập tức phỏng vấn, anh Owen, xin hỏi bây giờ anh cảm thấy thế nào? Bác sĩ đông y của Hoa Hạ thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho anh sao? Ôn hừ lạnh lùng, đông y chẳng qua chỉ là thuật phù thủy thôi, không đáng nhắc đến, bệnh của tôi chỉ là dị ứng bình thường, dùng thuốc đơn giản là chữa được, đây không phải là sự thần kỳ của đông y, mà là do người phương Tây chúng tôi khỏe mạnh cường tráng. Tên Owen này đúng là vô liêm sỉ, rõ ràng là Tần Lâm chữa khỏi bệnh cho anh ta, nhưng anh ta lại nói là do bản thân khỏe mạnh cường tráng. Mặc dù anh ta chém gió vớ vẩn trước máy quay nhưng không ai thấy tức giận, mà còn ra vẻ chế giễu, giống như đang xem trò hề vậy. Owen thấy khó hiểu ánh mắt của mọi người, anh ta cau mày mông lung, mơ hồ. Chuyện dị ứng phấn hoa lúc nãy vẫn khiến anh ta khiếp sợ, sự việc hôm nay đành phải tạm dừng ở đây, anh ta nhanh chóng lên xe đi về. Ngày hôm sau báo chí đưa tin lập tức gây ra làn sóng dữ dội. Trên Facebook, TikTok cùng các nền tảng giao lưu bằng video ngắn khác toàn là tin trang đầu, top 1 hot search. Nhìn thấy dáng vẻ kéo cối xay của Owen mọi người đều cười vỗ đùi. Con lừa ngoại quốc này đúng là biết kéo cối xay. Không sai, còn bảo người phương Tây bọn chúng là khỏe mạnh cường tráng. Khỏe mạnh cường tráng đúng là phù hợp để kéo cối xay rồi, ha ha ha. Buồn cười nhất là anh ta còn đeo bịt mắt, miệng ngậm cà rốt, đúng là giống y đúc lửa kéo cối xay, ha ha ha. Giống 100%, các vị thần y ở phố Đông Y lại tài thế ư. Phố Đông Y là báu vật của Đông Hải, đám người ngoại quốc đó dám lên mặt với đại sư của chúng ta, đúng là muốn chết.
Ngoài cái này còn có mấy đoạn video đấu y thuật nữa cũng đều được truyền ra ngoài, trong đó video có lượng người xem nhiều nhất đương nhiên là cảnh tượng Owen quỳ tại chỗ. Một cây kim bạc là khiến người khác quỳ xuống, bác sĩ đông y đúng là lợi hại thật. Có phải anh không tin đông y, cảm thấy đông y là ảo thuật đúng không, vậy thì phải để anh mở mang tầm hiểu biết mới được. Sau khi Owen nhìn thấy những tin này lập tức phẫn nộ. Sau đó anh ta search trên mạng mới biết lừa kéo cối xay nghĩa là gì, mặt anh ta tái mét lại. Khốn nạn, điều tra cho tôi tên đó là ai, mối thù này tôi nhất định phải trả. Sau khi biết tin, Tần Lâm có chút tức giận, dù gì thì đoạn video mà anh bắt Owen quỳ xuống chỉ bằng một cây kim bạc đã được phát đi phát lại hàng trăm triệu lần, mặc dù hầu hết mọi người đều không quan tâm đến Tần Lâm, nhưng nếu ai quen anh sẽ lập tức có thể nhận ra ngay. Đường Mẫn kích động kéo Lâm Nguyệt Giao, Nguyệt Giao, Nguyệt Giao. Con mau qua đây xem đi, anh họ con lên TV kiệt. Lâm Nguyệt Giao sớm đã nhìn thấy cảnh tượng này, cô cạn lời, bĩu môi nói. Anh ấy quá bốc đồng rồi, nấu lỡ may ba tên ngoại quốc đó xảy ra chuyện thì anh ấy sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu. Thể loại Đường Mẫn nói, ai nói thế, con xem, chẳng phải y thuật của anh họ con rất lợi hại sao? Lâm Nguyệt Giao lắc đầu, loại châm cứu này tương đối cơ bản. Tuy rằng anh ấy châm cứu giỏi nhưng cũng không tính là y thuật lợi hại, anh ấy chỉ biết một số phương thuốc cổ truyền mà thôi. Bây giờ anh ấy lại làm cho mình nổi tiếng như vậy, lỡ may có người đến tìm anh ấy để khám bệnh thì sẽ bị lộ mất. Lâm Nguyệt Giao có chút lo lắng, Tần Lâm nổi tiếng cũng không phải là chuyện tốt, nhưng vấn đề cũng không quá lớn, anh làm ở phố Đông Y nên mấy vị tiền bối đó nhất định sẽ chăm sóc anh, nếu có chuyện gì thì cũng sẽ có người ra tay giúp đỡ. Vương Đông Tuyết đang ngồi đọc sách trong lớp. Bỗng cô bạn cùng bàn lấy điện thoại ra. Này này, bạn trai cậu lên TV nè. Vương Đông Tuyết vội vàng nhìn sang, miệng nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng tận hưởng. Nè nè, xem cậu kìa, mê rồi chứ gì. Vương Đông Tuyết trợn tròn mắt, cậu im đi, y thuật của anh Tần rất lợi hại, đến cả người nước ngoài cũng không bằng anh ấy. Sĩ tình đúng là sĩ tình. Tại Mỹ Phẩm Tầng Vân, mọi người đều đang đợi Tổng Giám Đốc Liễu Thanh Thanh bắt đầu cuộc họp. Nhưng cô vẫn cứ cầm điện thoại xem với vẻ thích thú. Thư ký Tôn có chút không nhịn được, Tổng Giám Đốc Liễu đang xem gì vậy? Tổng Giám Đốc Liễu cười mỉm nhìn sang cô rồi nói. Nhìn thấy chưa, vị thần y này nè. Đây là, vị bác sĩ Tần đã chữa bệnh cho chị. Liễu Thanh Thanh không biết đã xem đoạn video ngắn này bao nhiêu lần rồi. Tần Lâm cũng chẳng lọt vào máy quay được bao nhiêu lần. Chủ yếu các cảnh quay đều là Owen, nhưng Liễu Thanh Thanh vẫn tỏ ra vô cùng thích thú. Thư ký Tôn ở cạnh cũng không dám nói gì thêm, trong lòng thầm lầm bầm, không phải Tổng Giám Đốc Liễu đã nhìn chúng vị thần y đó rồi chứ. Có rất nhiều quản lý cấp cao đang ở trong phòng họp đợi cô ấy, nhưng cô vẫn cứ ngồi xem đoạn video này. Ngoài Liễu Thanh Thanh ra thì còn có một người khác cũng đang lén xem đoạn video này, đó chính là Tô Văn Kỳ. Tô Văn Kỳ vừa kết thúc buổi ghi hình chương trình thực tế này, liền vội vã lái xe rời khỏi trường quay, trên đường đi vẫn không quên gọi điện cho Tần Lâm. Alo, đại thần y, bây giờ anh hot rồi đó. Tần Lâm bất lực, nói nhảm gì thế, sao tôi có thể hot bằng cô được chứ? Hi hi, anh có bận không, có thể đi gặp một vị trưởng bối với tôi không? Được thôi, có cần phải chuẩn bị gì không? Tô Văn Kỳ suy nghĩ một lúc, đáng ra là tôi nên chuẩn bị, nhưng tôi không mua được, vị trưởng bối này thích trầm hương, bên phía anh có ai biết chỗ nào có thể mua được trầm hương không? Đây không phải là chuyên môn của Tần Lâm nên anh cũng không dám chắc, để tôi hỏi thử xem. Tần Lâm gác máy xong liền định gọi cho Hà Niệm Anh, dù sao thì Hà Niệm Anh cũng là người giàu nhất nước, chắc chắn có chút quan hệ. Đúng lúc này, đột nhiên Mã Béo gọi điện thoại đến, Tần Lâm ngây ra một lúc rồi mới bắt máy. Tiểu sư huynh, tôi đã xem video của sư huynh trên TikTok rồi, sư huynh có cần tôi giúp một chút không? Làm cho nó hot lên. Tần Lâm mỉm cười. Mã Béo này trong giới giải trí cũng có vị trí nhất định, nếu như ông ấy muốn nâng đỡ ai thì cũng dễ dàng như việc ăn uống hàng ngày vậy. Tần Lâm nói, không cần đâu, tôi không muốn nổi tiếng, hơn nữa, muốn để đông y được mọi người ưa chuộng hơn cũng không thể chỉ dựa vào một đoạn video ngắn này được. Được, tôi hiểu rồi, nếu Mã Béo đã gọi điện đến thì Tần Lâm cũng nhân tiện hỏi. Sư đệ có biết chỗ nào bán trầm hương không, tôi muốn mua làm quà. À, Mã Béo hiển nhiên ngây ra một lúc, vừa hay ở chỗ tôi có một miếng, nhưng... Nhưng cái gì? Không sao, miếng trầm hương này rất tốt, hơn nữa, tôi cũng đã đóng gói kỹ càng rồi, nhất định sẽ sai người mang đến cho tiểu sư huynh. Được, cảm ơn nhé, tiểu sư huynh khách sáo rồi.
cúp máy xong, chẳng bao lâu sau, trầm hương của Mã Béo đã được đưa đến. Sau khi mở chiếc hộp vừa cổ vừa trang nhã này ra, bên trong là một thứ giống như miếng gỗ to bằng lòng bàn tay, xem ra nó vô cùng mềm mại, còn có hương thơm thoang thoảng. Tần Lâm chợt nhận ra, đây chính là trầm hương. Lúc trước khi còn ở trên núi, sư phụ thường thắp thứ này, nghe nói có thể giúp cho tinh thần thanh tịnh. Tần Lâm cũng biết chút ít về thứ này, nhưng lại không biết nó được gọi là gì. Không lâu sau, Tô Văn Kỳ lái xe của công ty đến đón Tần Lâm, sau khi lên xe, Tần Lâm mới lấy miếng trầm hương ra. Nhiều đây đủ dùng rồi chứ? Đây là loại gì, tôi cũng không hiểu lắm, Tô Văn Kỳ liền hỏi. Tần Lâm trả lời, đây là bạch trầm kỳ 200 năm tuổi, công hiệu vô cùng tốt, hương thơm cũng rất dễ chịu, đem đi tặng chắc không có vấn đề gì đâu. Tô Văn Kỳ gật đầu, vậy thì tốt. Vị trưởng bối mà tôi đi gặp lần này là một nhân vật vô cùng quan trọng, tôi không muốn phải mắc bất kỳ sai lầm nào. Tần Lâm có chút tò mò, nhân vật lớn gì thế, sao cô lại căng thẳng như vậy? Tô Văn Kỳ đáp, người đó lúc trước là giám đốc đài truyền hình Trung ương, nếu xét về tuổi tác thì tôi phải gọi là gì, bà ấy nghỉ hưu cũng đã nhiều năm rồi, hồi đó cũng có nhiều nghệ sĩ được bà giúp đỡ, dì Dương Băng rất được kính trọng trong giới giải trí. Mặc dù dì Dương Băng đã nghỉ hưu rồi, nhưng dì vẫn luôn được kính trọng trong giới giải trí, khi tôi mới ra mắt cũng đã nhận được rất nhiều ân huệ từ dì, vậy nên lần này tôi muốn đi thăm bà ấy. Tần Lâm có chút khó hiểu, sao thế, chuyện lần trước vẫn chưa giải quyết xong à? Còn cần người giúp đỡ nữa sao? Lần trước Tô Văn Kỳ đã gây ra chuyện lớn với Lục Phàm, thậm chí còn làm cho cả ông chủ của một tập đoàn mỹ phẩm phải rút vốn vì Tô Văn Kỳ, cô cũng suýt chút nữa bị phong sát. May mắn thay, mỹ phẩm Tầng Vân đã cứu giúp Tô Văn Kỳ trong gang tác. Mặc dù mọi người đều cho rằng đó chỉ là sao tác, nhưng Tô Văn Kỳ cũng tự biết rất rõ rằng xém chút cô đã mất đi sự nghiệp của mình. Sao tác, cố tình làm trò để hot. Mặc dù mọi người đều cho rằng đó chỉ là sao tác sao, nhưng Tô Văn Kỳ cũng tự biết rất rõ rằng xém chút cô đã mất đi sự nghiệp của mình. Sao tác, cố tình làm trò để hot. Sự xuất hiện của mỹ phẩm Tầng Vân đã giải quyết được vấn đề lớn của cô. Nhưng nhiều dư luận có ảnh hưởng tiêu cực vẫn còn đó. Đặc biệt là việc rút vốn, ông chủ của công ty đại diện cũng như nhà sản xuất kiêm đạo diễn của Running Man đều vô cùng lo lắng. Lỡ may Tô Văn Kỳ lại bị rút vốn một lần nữa thì có lẽ họ sẽ không thể nào gánh được tổn thất này đâu. Vì vậy mặc dù sự việc đã qua, nhưng vẫn còn một số di chứng cần phải giải quyết. Nếu dì Dương Băng sẵn lòng giúp đỡ thì sẽ không có vấn đề gì. Lúc Tô Văn Kỳ mới ra mắt đã quen biết với dì Dương Băng, nên chắc là cô cũng sẽ có chút mặt mũi. Hai người lái xe ra ngoại thành, đến một nơi vô cùng hẻo lánh, đây giống như vùng nông thôn của Đông Hải vậy, xung chỉ toàn là đồng ruộng. Sân vườn được trang trí rất đẹp, tuy là nông thôn nhưng cũng khá có phong cách, sân có hàng rào, bên ngoài trồng một số cây hoa và một ít rau xanh, rất thích hợp cho những người lớn tuổi nghỉ hưu. Khi xe chạy đến cửa, Tô Văn Kỳ chợt cau mày khi nhìn thấy một chiếc Land Rover đậu ở đó. Đây là xe của Lục Phàm. Tần Lâm hỏi, người tên Lục Phàm đó cũng quen vị tiền bối này à? Tô Văn Kỳ gật đầu, tuy Lục Phàm ra mắt khá muộn nhưng quan hệ của anh ta không tôi, cũng có chút giao tình với dì Dương Băng, vậy sẽ khó giải quyết rồi đây. Bây giờ mục đích của Lục Phàm đã rất rõ ràng, đó là muốn trấn áp Tô Văn Kỳ trên mọi phương diện và dồn cô vào đường cùng, thậm chí muốn cô vi phạm hợp đồng, có thể thất bại hoàn toàn luôn càng tốt, lúc đó cô chẳng còn cách nào khác, nên chỉ có thể đành đi cầu xin anh ta thôi. Một khi Tô Văn Kỳ đã mở lời cầu xin anh ta thì anh ta muốn làm gì cũng có thể uy hiếp được. Tô Văn Kỳ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng bước vào sân. Sau khi cô vào sân, liền nhìn thấy một bà cụ tóc bạc trắng đang ngồi trên ghế uống trà, bên cạnh có một bà vú đang đứng rót trà, Lục Phàm và trợ lý của anh ta cũng đang ở đó. Lục Phàm nhìn thấy Tô Văn Kỳ, trên mặt thoáng chút giễu cợt, Lục Phàm biết thế nào cô cũng quay về tìm dì Dương Băng, nên anh ta đã chuẩn bị sẵn. Dương Băng lão sư, Văn Kỳ đến rồi à, mau đến đây ngồi đi. Tinh thần bà cụ vẫn còn vô cùng tốt, tuy đã ngoài 70 nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Mọi người hỏi thăm vài câu rồi nói một chút về tình hình hiện tại của giới giải trí. Tô Văn Kỳ và Lục Phàm lúc nói chuyện vô cùng đầy hàm ý, mặc dù hai bọn họ không nói rõ ra nhưng bà cụ cũng đã biết được ít nhiều. Nhưng Dương Băng dường như không định thiên vị ai, cũng không định hòa giải giúp bọn họ. Bọn họ chỉ nói những chuyện vu vơ hàng ngày mà thôi. Đột nhiên Lục Phàm lên tiếng, Dương Băng lão sư, cháu biết dì thích trầm hương nên đã nhờ người mua một miếng bạch trầm kỳ 200 năm tuổi đến đây, dì có muốn xem thử không?
Dương Băng đột nhiên nhướng mày lên, nhất thời cảm thấy hứng thú. Ồ, Bạch Trầm Kỳ 200 năm tuổi à? Không dễ mua đâu nhỉ, dì đã nghe ngóng lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa mua được, Tiểu Lục, cháu nhọc công rồi. Lục Phàm mỉm cười, có gì đâu ạ, Dương Băng lão sư giúp cháu nhiều như vậy thì cháu nên hiếu kính mới phải, chúng ta vào xem thử nhé. Được, đi thôi, mau vào nhà. Dương Băng rất thích Trầm Hương, vừa nghe nói đến Bạch Trầm Kỳ 200 năm tuổi, đương nhiên là muốn xem. Sau khi vào nhà, Dương Băng nói, Tiểu Lục à, dì nghe nói dạo này cháu gặp phải một số rắc rối đúng không, nếu cần giúp gì thì cứ nói, tuy dì tuổi đã cao nhưng vẫn còn có chút mặt mũi. Nghe Dương Băng nói vậy, Lục Phàm lập tức bật cười. Vậy cháu phải cảm ơn Dương lão sư rồi. Nói xong, anh ta còn nhìn Tô Văn Kỳ bằng ánh mắt khiêu khích. Khuôn mặt Tô Văn Kỳ đột nhiên trở nên khó coi, nếu Dương Băng thật sự lựa chọn giúp anh ta thì sau này sự nghiệp của cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tần Lâm đứng cạnh liền cau mày. Cũng là Bạch Trầm Kỳ 200 năm tuổi sao? Bạch Trầm Kỳ này vốn đã rất hiếm, số lượng trên thị trường chỉ bằng ngón tay út mà thôi, thường được dùng để siêu tầm, Lục Phàm này cũng có sao? Bạch Trầm Kỳ vốn đã hiếm, huống chi lại là Bạch Trầm Kỳ 200 năm tuổi. Một miếng trầm hương to bằng lòng bàn tay ước tính cũng phải cả chục triệu, hơn nữa chưa chắc có tiền đã mua được. Thứ như vậy vô cùng hiếm thấy, cũng không hề nói quá khi bảo trên thế giới chỉ có mỗi một miếng như vậy thôi. Lúc sáng Mã Béo đã cho anh một miếng, và bây giờ Lục Phàm lại có một miếng nữa. Bước vào nhà, tuy là vùng nông thôn nhưng cách trang trí bên trong nhà rất hiện đại và sang trọng. Bà cụ Dương dẫn bọn họ đi đến một phòng trà, bên trong ngoài một ấm trà lớn ra thì còn có một cái bàn làm bằng gỗ đàn hương, chuyên dùng để đặt các loại lư hương. Mùi trầm hương từ lư hương rất đặc trưng, khi đốt trầm hương sẽ tạo ra một làn khói trắng, bởi vì nó nặng hơn không khí nên khói sẽ bay xuống đất, vậy nên có thể tạo ra rất nhiều, cảnh quan một số giống như một cây cầu nhỏ hoặc nước chảy, còn một số lại giống như thác nước và núi lớn, tạo thành nhiều hình dạng khác nhau. Tất nhiên, lư hương tốt phải kết hợp với loại trầm hương xịn thì mới có hiệu quả tốt được. Bà cụ Dương cẩn thận rửa tay, sau đó đóng cửa lại rồi dùng một con dao nhỏ cẩn thận cắt một miếng Bạch Trầm Kỳ của Lục Phàm. Bà ngửi nó một lúc, cảm thấy rất thơm, sau đó bỏ vào lư hương rồi từ từ đốt nó lên. Sau đó, một làn khói trắng dày đặc bốc lên từ lư hương và từ từ chìm xuống theo hình mà lư hương thiết kế, tạo thành cảnh thác nước có 9 khúc và 18 lần quanh co, trông đẹp vô cùng. Bà cụ Dương vô cùng hài lòng, bà cảm thấy rất đẹp, bèn nói nhỏ. Bạch Trầm Kỳ 200 năm tuổi này quả nhiên không giống bình thường, nhưng hương thơm này vẫn có chút gì đó không giống như gì tưởng tượng. Tuy bà cụ đã chơi trầm hương nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên bà được nhìn thấy loại trầm hương quý như vậy, chủ yếu vẫn là do khó mua. Tần Lâm ngửi được liền cau mày, anh đưa tay xoa một chút bột trầm hương rồi đưa lên mũi ngửi. Sắc mặt Lục Phàm đột nhiên thay đổi, anh làm gì thế? Đừng động đậy lung tung, anh có đền nổi không? Bà cụ Dương cũng cau mày, có chút không hài lòng, dù gì đây cũng là Bạch Trầm Kỳ 200 năm tuổi, Tần Lâm xoa một phát thì đã tốn rất nhiều tiền rồi. Đương nhiên cũng không hẳn là về vấn đề tiền bạc, vì thứ này vô cùng quý giá, bà còn không nỡ dùng thì huống hồ chi để cho người khác lãng phí. Nhưng bà cho rằng Tần Lâm là trợ lý của Tô Văn Kỳ, vậy nên mới nể mặt không nói gì, nhưng biểu cảm lại không mấy hài lòng. Tần Lâm đưa thứ này lên mũi người một lúc, sau đó nhíu mày, lắc đầu nói. Đây là đồ giả, vừa dứt lời, sắc mặt Lục Phàm lập tức thay đổi rõ rệt. Anh nói bậy bạ gì đó, anh hiểu cái quái gì chứ? Bà cụ Dương cũng nhíu mày, cậu nói đây là giả. Cậu cũng hiểu biết về trầm hương à? Tần Lâm nói, biết chút ít. Vậy được, vậy cậu nói xem, tại sao lại là giả? Giọng điệu của bà cụ Dương có vẻ không vui cho lắm. Tên nhóc này thật sự tự cho mình là đúng à, bà cụ chơi trầm hương nhiều năm như vậy còn không dám phê bình bậy bạ, còn anh chỉ là một người trẻ tuổi lại có thể hiểu biết về trầm hương đến vậy sao? Sắc mặt Tô Văn Kỳ cũng hơi thay đổi, cô nhẹ nhàng kéo Tần Lâm để ra hiệu bảo anh đừng nói nữa. Ở trước mặt Dương Băng lão sư nói về trầm hương chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Tần Lâm dùng tay đập nát miếng trầm hương kia rồi nói với mọi người. Mặc dù trầm hương đặc hơn không khí, nhưng chênh lệch không đáng kể. Sau nhiều năm lắng đọng, độ đậm đặc của nó sẽ trở nên bé hơn, và ngày càng giống với không khí. Vì vậy càng là trầm hương quý lâu năm, khi đốt lên sẽ càng phải cẩn thận. Nhưng mọi người có thể thấy, mặc dù chúng ta nói chuyện to như thế, cây trầm hương này cũng không hề bị ảnh hưởng, vì vậy cây trầm hương này là giả. Bà cụ nhíu mày,
lời Tần Lâm nói quả thật rất có lý. Trầm Hương càng quý thì yêu cầu về môi trường càng cao, nhiều khi còn không được nói to, không được ho, trong phòng bắt buộc phải kín gió, nếu không khí dao động dù chỉ một chút, cũng có thể làm hỏng hình dáng của Trầm Hương. Còn cái gọi là Trầm Hương Bạch Kỳ 200 tuổi này lại không hề bị ảnh hưởng, mặc dù bọn họ nói chuyện to tiếng như vậy, điều này thật sự rất kỳ lạ, mặt Lục Phàm khẽ biến sắc, tức giận bừng bừng. Anh nói linh tinh gì vậy, anh đủ tuổi hiểu về thứ đồ quý giá như Trầm Hương chắc. Bà cụ Dương cũng nói giúp cho Lục Phàm, có lẽ là loại Trầm Hương này không giống với các loại khác, bằng không, nếu là giả thì làm sao có thể đẹp như vậy. Khói của loại bình thường đã bay lên không trung từ lâu rồi. Tần Lâm nói, Trầm Hương giả chắc chắn có chất liệu đặc biệt, muốn khói chìm xuống cũng không phải chuyện khó. Ví dụ, sử dụng phân sói và thêm than xỉ là có thể đạt được hiệu quả này. Bà cụ Dương lập tức nhíu mày, vậy hương thơm này từ đâu ra? Hương thơm lại càng đơn giản hơn, chỉ cần bỏ thêm hương liệu là được. Trầm hương bình thường sẽ thấm vào ruột gan, sau khi hít vào sẽ cảm thấy thể chất và tinh thần sảng khoái, nhưng loại trầm hương này không có tác dụng gì ngoài việc thơm, mà ngửi lâu sẽ thấy hơi nhức đầu và hăng mũi. Tần Lâm nói xong, bà cụ Dương cũng cảm thấy đúng, bà cụ hiểu rất rõ về trầm hương, bà biết những gì Tần Lâm nói đều đúng cả. Thế nhưng vì đây là đồ Lục Phàm tặng, bà cụ cho rằng Lục Phàm chắc chắn sẽ không tặng đồ giả nên mới nghi ngờ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thì cây trầm hương này e là giả thật. Thứ bà ngửi hồi lâu, hóa ra lại là phân sói. Sắc mặt bà cụ Dương rất khó coi, thấy vô cùng buồn nôn giống như ăn phải cứt vậy. Cầm lư hương lên ném mạnh xuống đất, tiếng vỡ vang lên, lư hương lập tức bị vỡ nát. Cái lư hương này đã bị dính phân sói rồi, sau này bà ấy cũng không muốn dùng nó nữa. Sắc mặt Lục Phàm khẽ biến, vội vàng nói, thật sự xin lỗi gì, cháu cũng không biết đây là giả, cháu cũng bị lừa. Tần Lâm nghe vậy thì cười nhạt, bị lừa, tôi không nghĩ vậy, chắc anh muốn mua cây trầm hương này ở chỗ Mã Lương Điền nhỉ. Lục Phàm lập tức sững sờ, sao anh biết, vốn dĩ, Lục Phàm quả thật đã nghe ngóng về cây trầm hương Bạch Kỳ này, chính là ở trong tay Mã Lương Điền, anh ta cũng đã thương lượng mua nó với giá cao, dù sao thì Lục Phàm cũng không thiếu tiền, tiêu tốn chút tiền cũng không thành vấn đề. Nhưng đùng một cái, Mã Lương Điền lại nuốt lời không bán nữa, dù có trả bao nhiêu tiền cũng không bán, sau đó dứt khoát không nhận điện thoại nữa luôn. Mặc dù Lục Phàm rất tức giận, nhưng anh ta không thể đắc tội với Mã Lương Điền, cũng chỉ có thể cắn răng làm giả, không ngờ lại bị lộ tẩy. Lục Phàm nói xong liền lập tức cảm thấy sai sai, vội vàng chuyển chủ đề. Anh nói linh tinh gì vậy, cây trầm hương này chính là do chủ tịch Mã Lương Điền bán cho tôi. Tần Lâm cười mỉa mai, được rồi, anh đừng giả vờ nữa, tôi biết Mã Lương Điền không bán cho anh. Sắc mặt Lục Phàm trầm xuống, anh nói láo. Sao anh biết ông ấy không bán cho tôi? Tần Lâm lấy một chiếc hộp từ trong túi áo ra rồi đặt lên bàn. Rất đơn giản, vì ông ấy tặng cho tôi rồi. Tần Lâm vừa dứt lời, Lục Phàm liền cười phá lên. Tặng cho anh là cái thá gì? Khoác lác mà không biết xem xét hoàn cảnh à, anh nghĩ chúng tôi không biết Mã Lương Điền là ai à? Khuôn mặt Lục Phàm tràn đầy vẻ khôi hài, như kiểu vừa nghe thấy chuyện cười hài hước nhất. Mã Lương Điền là ai? Đó là ông trùm của giới giải trí Tân Cảng. Giới giải trí Tân Cảng là cái nôi của toàn bộ giới giải trí Hoa Hạ, là nơi trọng điểm nhất, rất nhiều công ty lớn đều muốn phát triển ở đây, đoàn đội của Mã Lương Điền ít nhiều đều có cổ phần trong các công ty giải trí lớn. Mã Lương Điền và Dương Băng đều là nhân vật lớn của giới giải trí Hoa Hạ, Dương Băng rất có uy tín ở đại lục, nhưng chỉ có mỗi uy tín mà thôi, mọi người đều nể mặt bà ấy, nói gì cũng có tầm ảnh hưởng lớn. Nhưng Mã Lương Điền là người có thực lực thật sự, rất nhiều công ty đều nằm trong tay ông ấy chỉ cần ra lệnh là có thể quyết định tương lai của một nghệ sĩ. Một người được nề mặt, một người có quyền lực, ai cũng có thể nhìn ra bên nào nặng hơn. Tôi ở chỗ chủ tịch Mã còn phải mua, mà anh lại không biết ngượng mồm nói chủ tịch Mã tặng anh nghĩ anh là ai? Tần Lâm lấy một cây trầm hương ra, đặt lên trước mặt bà cụ Dương nói. Có thật hay không, bà thử là biết thôi. Bà cụ Dương cẩn thận nhận lấy cây trầm hương đó, cầm lên tay liền cảm thấy nặng trĩu và có mùi thơm lan tỏa. Mùi thơm này khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, chắc chắn không phải mùi hắc hắc của hương liệu, bà cụ Dương không khỏi có chút kích động. Để tôi thử xem, bà cụ Dương lấy một dao mới tinh cẩn thận cắt lấy một ít trầm hương, để lên một cái lư hương mới. Chiếc lư hương này có hình một quả núi nhỏ, xung quanh núi có những rãnh xoắn ốc trông như con đường mòn trên núi, nếu khói tỏa ra thì sẽ rất đẹp.
Bà cụ Dương cẩn thận đặt miếng trầm hương lên đỉnh núi đốt, sau đó, khói nhẹ nhàng bốc lên, như sắp tan ra bất cứ lúc nào. Dương lão sư, suỵt, đừng nói chuyện, Lục Phàm vừa định lên tiếng thì bị bà cụ Dương ngăn lại, cây trầm hương này trông rất yếu ớt, một khi có chút khí dao động, có lẽ sẽ bị biến dạng ngay. Người người đều trở nên yên tĩnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ở im nhìn cây trầm hương này. Khói bốc lên tràn ngập đường núi quanh co, nhưng không hoàn toàn chìm vào trong rãnh mà lơ lửng bên trên, trông rất có không khí thần tiên. Ngay cả người không hiểu biết về trầm hương như Tô Văn Kỳ cũng cảm thấy vô cùng đẹp, chả trách bà cụ lại thích như vậy. Mùi hương dần dần lan tỏa, khiến cho con người ta cảm thấy rất sảng khoái và thư giãn, mùi hương tràn ngập trong không khí, giống như đang hít thở trong rừng nguyên sinh vậy, vô cùng dễ chịu. Bà cụ Dương nở nụ cười vô cùng vui vẻ, không cần biết trước đó bọn họ nói như thế nào, chỉ cần tự mình kiểm chứng mới biết được cái nào là thật cái nào là giả. Nếu trầm hương như thế này mà là giả, thì sau này chỉ cần chơi đồ giả là được rồi. Bà cụ Dương vốn định đến chỗ Mã Lương Điền xác minh thực hư, nhưng bây giờ không cần nữa, cây trầm hương này chắc chắn là trầm hương bạch. Bà cụ Dương vốn định đến chỗ Mã Lương Điền xác minh thực hư, nhưng bây giờ không cần nữa, cây trầm hương này chắc chắn là trầm hương bạch kỳ 200 tuổi thật. Mà với địa vị của Tô Văn Kỳ trong giới giải trí, muốn một cây trầm hương ở chỗ Mã Lương Điền cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Cuối cùng khi trầm hương đã cháy hết, sương mù trên con đường quanh co tản đi, bà cụ Dương mới mở mắt ra. Văn Kỳ, cháu đã tặng dì một phần quà lớn, nếu cháu cần bà lão này giúp đỡ gì thì cứ việc lên tiếng. Tô Văn Kỳ cũng mỉm cười, vậy thì cảm ơn Dương lão sư rất nhiều. Sắc mặt Lục Phàm trầm xuống, không ngờ lần này nịnh nọt không thành, còn ăn ngay phát phà. Vẻ mặt Lục Phàm vô cùng lúng túng, mặc dù lần tặng quà này chữa lợn lành thành lợn què, nhưng anh ta không thể từ bỏ việc kết giao với Dương lão sư. Tô Văn Kỳ không phải người lương thiện gì, một khi có cơ hội phản kích, cô ấy chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng. Lục Phàm lúng túng gượng cười nói, Dương lão sư, dì còn nhớ đảo Bắc Sa không ạ? Bà cụ Dương sững sờ chốc lát, rồi nhíu mày, vẻ mặt phức tạp. Tốt tất nhiên là nhớ đảo Bắc Sa, cháu hỏi cái này làm gì? Đảo Bắc Sa là một quần đảo rất xa của Hoa Hạ, nơi đó còn chưa được khai thác, chỉ có một số ít người có tư cách lên đảo. Bởi vì chưa khai thác nên phong cảnh cực kỳ thể loại xinh đẹp, môi trường sinh thái xung quanh cũng cực kỳ trong lành. Trước đây, mong ước lớn nhất của chồng Dương Băng là được lên đảo Bắc Sa câu cá, nhưng sau này chồng bà qua đời vì bệnh, mong ước này mãi chưa được thực hiện. Hơn nữa, đảo Bắc Sa được phòng vệ rất nghiêm ngặt, ngoài những người có thế lực, thì không ai có thể lại gần. Lục Phàm thấy biểu cảm của bà cụ Dương thì cười nói. Dương lão sư, cháu quen biết một người kinh doanh thuyền đánh cá, có thể để gì lên đảo câu cá. Sắc mặt bà cụ Dương hơi thay đổi, tiểu Lục, cháu nói thật đấy à? Lục Phàm nói, tất nhiên rồi. Bà cụ Dương vô cùng kích động, đứng phát dậy. Nếu cháu có thể giúp gì lên đảo đấy câu cá, thì bà lão này liền nợ cháu một ân tình lớn. Được lên đảo Bắc Sa câu cá là nguyện vọng cuối cùng của chồng bà lúc sinh thời, mặc dù chỉ là một nguyện vọng nhỏ bé, nhưng bởi vì người đã mất nên bà cụ Dương luôn cảm thấy mình mắc no chồng, điều này trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất trong lòng bà cụ. Nếu khi còn sống bà cụ có thể đi đến đó một lần, thì cũng coi như là hoàn thành ước nguyện của bà. Lời nói này của bà cụ Dương rất có trọng lượng, ý của bà chính là nếu có thể lên được đảo Bắc Sa, thì chuyện trầm hương giả sẽ bỏ qua, chuyện đó không quan trọng bằng việc giúp chồng hoàn thành ước nguyện. Lục Phàm khế nỡ nụ cười, xem ra vũ khí bí mật của anh ta vẫn có tác dụng. Dương lão sư, vậy chúng ta tranh thủ thời gian, giờ xuất phát luôn đi. Được, cháu đợi gì một chút, bà cụ cũng không quan tâm đến chuyện câu cá lắm. Thực tế thì bà cụ cũng không biết câu cá. Chờ ở về phòng mình, bà cụ cẩn thận lấy di ảnh của chồng, nhìn ông cụ trong bức ảnh đen trắng và nói. Tôi sẽ đưa mình đi đảo Bắc Sa, để mình câu cá. Lấy tấm vải đen cẩn thận gói di ảnh lại, sau đó xuất phát cùng Lục Phàm. Văn Kỳ, các cháu cũng cùng đi đi. Bà cụ Dương gọi một tiếng, cả đoàn người liền lên xe rồi chạy thẳng đến bến tàu ven biển. Xe chạy khoảng hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến bến tàu ven biển, trên đường đi bà cụ cảm thấy rất nặng nề, chỉ mong có thể thật sự lên được đảo, hoàn thành ước mơ của bà, sau này xuống dưới kia cũng thể ăn nói với chồng bà. Khi đến bờ biển, một chiếc thuyền đánh cá đang đỗ ở bên tàu, Lục Phàm nói. Cô Dương, chuyến đi lần này hơi đặc biệt, số lượng người có hạn nên hai người bọn họ không thể đi theo được. Tô Văn Kỳ hơi tức giận nhíu mày, Lục Phàm này quá đáng thật đó.
không đi được thì sao không nói sớm, cố ý đưa bọn họ đến bến tàu rồi nói không đưa bọn họ đi theo được. Lục Phàm đúng là cố ý thật, Tô Văn Kỳ cô lợi hại với nhiều mánh khóe lắm mà, tôi chính là muốn để cô tận mắt nhìn thấy tôi cầm cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô đi mất. Tô Văn Kỳ và Tần Lâm xuống xe, hai người đứng trước bến tàu nhìn bọn họ lên thuyền. Bà cụ Dương chỉ chăm chăm muốn hoàn thành tâm nguyện, thậm chí còn không thèm nhìn lại Tô Văn Kỳ, cho dù đã cố gắng tặng trầm hương bạch kỳ thì e rằng lần này cô vẫn thua rồi. E là cô sẽ mất cơ hội kết giao với Dương lão sư rồi. Sau khi mấy người vừa lái thuyền, bỗng nhiên, từ xa có một người đàn ông trung niên hét lớn lên. Cậu Tần, nhìn theo tiếng hét vọng đến, chỉ thấy một người đang đứng ở cửa sổ ngọn hải đăng đang gọi Tần Lâm. Tần Lâm hơi sững sờ, anh quen người này thật, là Châu Văn Sinh. Châu Văn Sinh nhìn thấy Tần Lâm thì vô cùng phấn khích, vội vàng từ ngọn hải đăng chạy men theo con đường nhỏ đi đến, lễ phép nói. Cậu Tần, sao cậu lại đến đây? Tô Văn Kỳ sững sờ, người này là... Châu Văn Sinh giờ mới nhìn thấy Tô Văn Kỳ, nhanh chóng nhiệt tình bắt lấy tay Tô Văn Kỳ. Xin chào cô Tô, tôi là bố của A Nghiên, tôi còn chưa kịp cảm ơn hai người về sự việc lần trước. Tô Văn Kỳ lúc này mới bừng tỉnh, thì ra là bố của A Nghiên. Lúc trước Tần Lâm đến trị bệnh cho A Nghiên, chính là người khác nhờ Tô Văn Kỳ tìm giúp. Nhưng trong quá trình trị bệnh có chút không vui, thái độ của Châu Văn Sinh đối với Tần Lâm rất kém, vì vậy trong thời gian đó phát sinh một vài chuyện. Sau đó Châu Văn Sinh cũng tự ngẫm lại, cảm thấy bản thân lúc đó đầu óc có vấn đề, sao lại có thể cư xử như vậy với thần y chứ? Nhưng sau đó Tần Lâm không thèm cho ông ta cơ hội xin lỗi, vì vậy sự việc này vẫn luôn vướng mắc trong lòng ông ta như một tâm bệnh. Hôm nay nhìn thấy Tần Lâm, Châu Văn Sinh vội vàng chiêu đãi, muốn làm dịu mối quan hệ trước đó. Cậu Tần, sao hai người lại đến đây? Tần Lâm hình như hơi mang máng trước đây Châu Văn Sinh nói ông ta làm kinh doanh trên biển. Nhưng anh cũng không để ý lắm, không ngờ lại gặp ở đây, Tần Lâm chỉ vào con thuyền đánh cá ở phía xa rồi kể lại tình hình lúc nãy. Châu Văn Sinh lập tức nhíu mày xa sầm mặt mũi, to gan thật đấy, không có lệnh của tôi mà đã dám tự ý để người đến đảo Bắc Sa à. Khẩu khí của Châu Văn Sinh không nhỏ, đủ để thấy ông ta rất có tiếng nói ở vùng biển này. Châu Văn Sinh lấy ra một chiếc điện đàm chuyên dùng để liên lạc trên biển, nhấn một nút gọi đi và ra lệnh như đại ca. Tôi là Châu Văn Sinh, truyền mệnh lệnh của tôi, đóng cửa toàn bộ đảo Bắc Sa, có bất kỳ ai dám tới gần, đuổi thẳng cổ ngay lập tức. Châu Văn Sinh cúp điện thoại xong liền nói với hai người Tần Lâm. Cậu Tần, cậu đã đến đây rồi thì đến tham quan đảo Bắc Sa một chuyến đi, hiện giờ nơi đó vẫn chưa khai thác mở cửa với bên ngoài nên phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Tần Lâm gật đầu, cũng được, đi thôi. Đã đến đây rồi thì cứ đi tham quan điểm du lịch hoang sơ này một chút. Ngay sau đó, Châu Văn Sinh gọi đến một chiếc khai thác mở cửa với bên ngoài nên phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Tần Lâm gật đầu, cũng được, đi thôi. Đã đến đây rồi thì cứ đi tham quan điểm du lịch hoang sơ này một chút. Ngay sau đó, Châu Văn Sinh gọi đến một chiếc thuyền đánh cá lớn, nói là thuyền đánh cá, nhưng thực ra không khác gì một chiếc du thuyền, nội thất bên trong vô cùng xa hoa giống như khách sạn 5 sao. Hai người đứng trên boong tàu, tiến về phía đảo Bắc Sa. Khi đám người Lục Phàm đã thấy đảo Bắc Sa ở phía trước, thì có hai chiếc thuyền cá đột nhiên xuất hiện, trên mỗi chiếc có mười mấy người trên tay cầm cây gậy dài. Các người làm gì vậy? Lục Phàm nhíu mày, đây thuộc khu vực đảo Bắc Sa, những người không phận sự thì không được vào trong, hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Vẻ mặt Lục Phàm hơi không vui nói, tôi đã đánh tiếng với giám đốc Tô của các anh rồi, không tin thì có thể hỏi giám đốc Tô. Mấy người này rất cố chấp, giờ cả giám đốc Tô cũng không vào được. Ông chủ của chúng tôi ra lệnh rồi bất kỳ ai cũng không được phép vào. Sắc mặt Lục Phàm hơi thay đổi, cả giám đốc Tô cũng không được à. Trước đây giám đốc Tô ở đây khá có tiếng nói, để anh ta lên đảo Bắc Sa một chuyến cũng không thành vấn đề. Mặc dù gia thế của Lục Phàm khá tốt, có quyền có thế, nhưng ở trên biển, anh ta không dám lỗ mãng quá, chỉ đành mềm giọng nói, mấy người anh em có thể tạo điều kiện cho chúng tôi không, chúng tôi chỉ muốn lên đảo tưởng nhớ người đã khuất. Sẽ không làm hư hỏng bất cứ thứ gì cả. Nói xong, Lục Phàm còn lấy điện thoại mở Internet Banking và ra hiệu với họ, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ tạo điều kiện thì muốn bao nhiêu tiền cũng được. Thế nhưng mấy người đó vẫn tỏ ra lạnh lùng, cố chấp không cho vào. Mong các anh hãy lập tức quay đầu trở về, nếu không đừng trách chúng tôi vô lễ. Bọn họ không phải không ham tiền, chủ yếu là ông chủ đã ra lệnh, nếu thật sự để người khác vào, thì có lẽ sẽ mất luôn công việc này.
Bọn họ vẫn biết rất rõ giữa công việc và chút lợi còn con, cái nào quan trọng hơn. Lục Phàm nhìn sang Dương lão sư ở bên cạnh, mặt bà cụ Dương lúc này cũng đã tối sầm xuống, sắp lên được đảo, hoàn thành di nguyện rồi mà lại xảy ra chuyện này, nếu được lên đảo đứng một chút, cho dù bà cụ chết cũng không hối tiếc. Bà cụ thực sự không muốn trở về như thế này. Lục Phàm nghiến răng nghiến lưới nói với thuyền trưởng, xông qua đi, mặc kệ bọn họ lên đảo xong rồi nói, dù sao anh ta cũng quen biết với giám đốc Tô, chắc không vì chuyện này mà trở mặt đâu nhỉ. Thế nhưng, những người này đều là chuyên gia trên biển, đám người Lục Phàm chỉ hơi hành động, bọn họ liền lập tức biết chuyện gì xảy ra, muốn cứng đầu xông lên à. Mấy người đàn ông to khỏe trên hai con thuyền cầm hai vòi phun nước lên, mỡ van nước, cột nước mạnh mẽ phun ra giống như vòi phun nước của đội cứu hỏa. Cột nước bắn thẳng vào đám người Lục Phàm, áp lực nước của vòi phun này rất lớn, lực công kích vô cùng mạnh, cột nước bắn đến khiến mấy người kia lập tức ngã nhào. Bà cụ Dương vốn đã nhiều tuổi rồi, tất nhiên không thể chịu nổi cột nước này, bà cụ buông tay ra, khiến tấm di ảnh ôm trong lòng rơi xuống. Ảnh, mặt bà cụ Dương tái mét, đó là di ảnh của chồng bà cụ. Bà cụ Dương kích động muốn ngồi xuống nhặt, nhưng bị súng nước cao áp xịt vào người ngã lăn ra đất, cả người ướt sũng không đứng dậy được. Mấy phút sau, súng nước cuối cùng cũng ngừng bắn, bà cụ Dương tức giận run lên, nhục nhã vô cùng. Dương Băng bà chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Đúng lúc này, thuyền cá của mấy người Tần Lâm cũng đi đến, thấy di ảnh nổi trên biển, sắc mặt Tô Văn Kỳ cũng thay đổi. Đó là di ảnh của chồng Dương lão sư. Châu Văn Sinh thấy vậy thì lập tức nói, mau nhặt lên cho tôi. Bốn thuyền viên nhận lệnh lập tức nhảy xuống biển. Đây đều là cao thủ quanh năm sống trên biển. Xuống biển nhặt đồ tất nhiên không thành vấn đề, rất nhanh sau đó đã nhặt được tấm ảnh. Bà cụ Dương ướt sũng ngồi trên bong tàu, ánh mắt tràn đầy tức giận. Khuôn mặt bà cụ cực kỳ khó coi, bà sống nhiều năm như vậy rồi, có khi nào chịu nhục nhã như vậy chứ? Bị người ta phun súng nước cao áp, thậm chí tròn đánh rơi di ảnh của chồng xuống biển, đây là bất kính lớn với người đã khuất. Mặt Lục Phàm tái mét như gan lợn, đang định nịnh nọt mà giờ lại thành ra thế này. Không những không lấy lòng được Dương Băng lão sư, mà ngược lại còn gây nên cục diện này, Dương Băng lão sư chắc chắn sẽ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu anh ta. Cả người Dương Băng run rẩy, không biết là vì tức giận hay bị nước biển đông lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Phàm, cháu làm ra chuyện tốt quá. Châu Văn Sinh cho người lái tàu lại gần, đặt một tấm ván lên boong của hai chiếc thuyền và nói. Mời lão phu nhân lên thuyền, muốn đến đảo Bắc Sa đúng không, tôi đưa bà đi. Bà cụ nghe vậy thì lập tức đứng dậy, bước nhanh lên thuyền Tần Lâm. Châu Văn Sinh nhíu mày, lão phu nhân hãy vào trong thay quần áo đi, chúng ta sắp đến đảo Bắc Sa rồi. Tô Văn Kỳ dìu Dương Băng vào cabin thuyền, Châu Văn Sinh lấy điện đàm ra bắt đầu chỉ huy, tránh đường, chuẩn bị mấy cái cần câu và đồ nướng, đóng cửa đảo Bắc Sa, cấm người ngoài lên đảo. Đã đến đảo Bắc Sa rồi, Châu Văn Sinh tất nhiên muốn chiêu đãi anh cẩn thận. Ở nơi chưa phát triển này, phong cảnh cực kỳ độc đáo. Ở đây câu cá nướng đồ là một việc vô cùng thư thái. Tất nhiên, chỉ khi được Châu Văn Sinh gật đầu đồng ý, thì mọi người mới có tư cách chơi ở đây, nếu là người khác thì đừng có mà mơ. Bà cụ Dương thay quần áo và bước lên đảo, còn tàu của Lục Phàm đã bị đuổi đi, quay trở lại bến rồi. Sau khi lên đảo, bà cụ ôm di ảnh của chồng, nhìn phong cảnh xinh đẹp nơi đây bật khóc. Mình à, mình nhìn thấy chưa, đây là nơi mình muốn đến nhất, tôi đã đưa mình đến rồi đây. Bà cụ ngồi trên bãi cát tưởng nhớ một lúc lâu, tâm trạng cũng khá lên rất nhiều, ông cụ dù sao cũng đã qua đời nhiều năm rồi, đây chỉ là hoàn thành nguyện vọng mà thôi. Sau đó, mấy người Tần Lâm, Tô Văn Kỳ và bà cụ lên đảo câu cá, vì là đảo chưa được khai phá nên môi trường sinh thái rất trong lành, cho dù là người không thích chơi đùa như bà cụ Dương cũng cảm thấy thú vị. Châu Văn Sinh sắp xếp rất chu đáo, dường như đã dốc hết sức để lấy lòng Tần Lâm. Chiều tốt! Mọi người quây quần bên lửa ăn cá nướng, bầu không khí rất ấm áp. Bà cụ Dương và Tô Văn Kỳ ngồi cùng nhau vừa nhìn lửa vừa nói chuyện. Văn Kỳ này, giữa cháu và Tiểu Lục có mâu thuẫn à? Tô Văn Kỳ xốc lại tinh thần rồi nhanh chóng gật đầu, lần này cô ấy đến cũng chính là vì chuyện này. Tô Văn Kỳ thở dài nói, Dương Băng lão sư, cháu cũng không muốn làm phiền gì, gì chỉ cần không xen vào chuyện này là được ạ. Cô ấy không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần Dương Băng không giúp Lục Phàm là được, nếu không có Dương lão sư, Lục Phàm không thể làm gì cô ấy. Dương Băng cười nhạt, cái cậu Lục Phàm này, nhân phẩm thực sự quá kém, loại người này không thích hợp phát triển trong giới giải trí. Văn Kỳ, chuyện này cháu yên tâm,
dì sẽ làm chủ cho cháu. Tô Văn Kỳ gật đầu, vậy thì cảm ơn Dương Băng lão sư nhiều ạ. Lục Phàm luôn quấy rối khiến cô cũng rất khó chịu, lần này anh ta quá đáng như vậy, Tô Văn Kỳ đáp trả lại anh ta cũng không thấy áy náy. Dương Băng lão sư tức giận thật rồi, hôm nay anh ta làm ra những chuyện này, nếu là Dương Băng lão sư của trước kia thì đã phong sát anh ta ở Đại Lục rồi. Hiện giờ bà cụ Dương đã nghỉ hưu, cũng không còn nhiều sức lực nữa, nhưng vẫn có thể khiến Lục Phàm thừa sống thiếu chết để anh ta sau này không dám kiêu ngạo với Tô Văn Kỳ nữa. 12 giờ trưa ngày hôm sau, trên Facebook đã xảy ra một chuyện lớn. Tất cả 14 chương trình của công ty có mặt Lục Phàm đều rút vốn. Hễ là chương trình có Lục Phàm, toàn bộ đều bị rút vốn, nhà tài trợ trực tiếp hủy hợp đồng, thậm chí những chương trình đã phát sóng cũng bị thu hồi. Hai hãng quần áo mà Lục Phàm làm người đại diện, một hãng giày thể thao, hai hãng mỹ phẩm, cũng như một nhãn hàng đồ uống, tất cả đều bị hủy hợp đồng. Nhiều ông lớn hủy hợp đồng như vậy, khiến công ty đại diện của Lục Phàm tốn thất đến cả trăm triệu, dư luận trên Internet cũng bắt đầu xôn xao. Lục Phàm toi rồi, chắc chắn là đã đắc tội với ai đó, trong phút chốc bị nhiều công ty rút vốn như vậy, chả khác nào ép anh ta vào chỗ chết. Chắc Lục Phàm đắc tội với người ta không nhẹ đâu nhỉ. Với lại nhiều doanh nghiệp làm việc cùng nhau như vậy thì cũng chẳng khác phong sát là bao. Thể loại đúng vậy, tuy không nói là phong sát, nhưng chương trình nào có mặt anh ta đều bị rút vốn hết, vậy sau này còn ai dám mời anh ta nữa chứ? Hề, còn fan của Lục Phàm thì sao? Chẳng phải lúc trước những người hâm mộ não tàn của anh ta đều xông lên đầu tiên sao, bây giờ thế nào rồi? Phần bình luận trên Facebook của Lục Phàm cũng bị chửi mắng thậm tệ. Sau đó đoàn đội của Lục Phàm còn bị ép đến mức phải khóa cả Facebook, nhưng độ hot vẫn không hề giảm. Không phải fan của Lục Phàm không dám lên tiếng, mà căn bản Lục Phàm không hề có fan. Kiều Minh Tỉnh lưu lượng nổi lên trong phút chốc này thực ra chỉ nhổ vào sao tác, có rất nhiều người hâm mộ được thuê bởi các công ty PR. Bình thường lướt Facebook một xíu là đã có hàng trăm nghìn bình luận, nhưng tất cả đều là giả mạo và do đội ngũ vận hành. Bây giờ Lục Phàm đột nhiên lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên những công ty PR cũng sẽ không nhân trường hợp của bọn họ nữa, vậy nên những người hâm mộ kia tự nhiên cũng sẽ biến mất. Thỉnh thoảng có một vài người hâm mộ cũng nói vài câu, nhưng lập tức bình luận lại bị chìm xuống trong đám đông. Lúc này, Lục Phàm đang ngồi ở phòng khách biệt thự của anh ta, trong nhà như một đống hỗn độn. Mọi thứ có thể đập đều đã bị đập nát, anh ta tức đến mức muốn giết người. Người đại diện bất lực lắc đầu, "Tiểu Lục, cậu có đập phá đồ đạc cũng vô dụng thôi. Bây giờ nếu cậu muốn giải quyết mọi việc thì chỉ có thể chịu đựng mà thôi." Lục Phàm tức đến nghiền răng nghiến lợi, mặt mày đỏ bừng. Tiện nhân, chính là con tiện nhân Tô Văn Kỳ đói hôm qua bọn họ mới cùng nhau đi đến nhớ vả gì Dương Băng, kết quả hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, hiển nhiên là Tô Văn Kỳ đã thành công. Cô đã được gì Dương Băng xem trọng, ngược lại, Lục Phàm lại bị bà ấy phản kích, Lục Phàm không ngờ Tô Văn Kỳ lại tàn nhẫn và có thực lực đến vậy. Sau lần này thì thực lực của hai người đã được so sánh rõ. Nếu như ngược lại, Tô Văn Kỳ bị công kích thì đối với thực lực của mình, cô ấy sẽ không bao giờ có bộ dạng thảm hại như Lục Phàm. Lục Phàm siết chặt nắm đấm, dường như anh ta đã chấp nhận thực tế, chắc rằng mình không thể nào dễ dàng thoát khỏi vụ xì căng đan này được. Nếu đã như vậy thì đừng có mong mọi người đều được sống yên ổn. Lục Phàm lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn Zalo. Lấy cho tôi một bình thuốc công nghệ mới mà lần trước anh đã đề cập đến. Chẳng mấy chốc, bên kia đã phản hồi. Lục thiếu gia, thuốc thì có nhưng giá lại không hề rẻ, Lục thiếu gia muốn chơi con gái nhà ai đấy? Lục Phàm trả lời, đừng quan tâm làm gì, mau đưa cho tôi là được. Loại thuốc này có thể làm cho người ta mất đi khả năng chống cự, hơn nữa còn giúp tiết ra một lượng lớn kích thích tố, đó cũng chính là loại thuốc mà mọi người thường hay nhắc đến. Nhưng nó cũng có sự khác biệt nhiều so với trên TV, bất kỳ loại thuốc nào có tác dụng này đều sẽ có mùi vị vô cùng kích thích, hơn nữa màu sắc cũng rất rõ ràng. Bởi vì thành phần bên trong nên mới có kết quả như vậy. Nhưng loại thuốc mà Lục Phàm mua đã được qua nhiều quy trình công nghệ, hầu như không màu không vị, hết sức thần kỳ, ngửi thì thấy vẫn có chút mùi, nhưng sau khi thêm một chút hương liệu vào thì thành phẩm giống hệt như loại nước uống Sprite vậy. Bỏ nó vào trong đồ uống thì không chê vào đâu được. Hoàn toàn không thể nào phát hiện ra. Tất nhiên là giá của nó cũng không hề rẻ. Người đại diện nghe thấy, liền nói. Lục thiếu gia, cậu đang muốn dùng biện pháp mạnh để đối phó với Tô Văn Kỳ sao? Nhưng Tô Văn Kỳ không phải loại phụ nữ dễ bị ức hiếp. Cô ta cũng không để cho người khác dễ dàng hãm hại mình như vậy đâu.
nếu cô ta tỉnh dậy và phát hiện ra những gì cậu làm với cô ta thì, tôi sợ là... Đương nhiên Lục Phàm cũng đã biết rõ điều này, trước đây anh ta cũng đã từng làm chuyện như vậy với con gái nhà lành, nhưng bởi vì có quyền có thế nên cuối cùng anh ta cũng chỉ tốn chút ít tiền mà thôi. Nhưng Tô Văn Kỳ lại không giống như vậy, cô sẽ không chấp nhận số phận. Lục Phàm nói, đương nhiên tôi biết điều này, cho nên lần này tôi sẽ không đụng vào cô ta. Vậy ý của cậu là, ở ngoài ô thành phố chẳng phải có rất nhiều nhân công đến từ châu Phi sao? Anh giúp tôi tìm một vài người đi. Người quản lý sững ra một lúc, sau đó đã lập tức hiểu ra, anh ta giơ ngón tay cái về phía Lục Phàm, quả thật tàn nhẫn. Rõ ràng mục đích ban đầu của anh ta chỉ là vì muốn có được Tô Văn Kỳ, nhưng bây giờ nếu đã không lấy được thì cứ hủy hoại Quách đi cho xong. Bởi vì Lục Phàm có tin tức tiêu cực như vậy nên Running Man cũng thẳng tay đá Lục Phàm đi, tập phát sóng trước đã chiếu rồi nên đành thôi, nhưng những tập sau này sẽ không có mặt Lục Phàm nữa, tạm thời để một nam minh tinh lưu lượng khác thay thế anh ta, hiệu quả cũng sẽ giống nhau thôi. Mấy ngày này, Tô Văn Kỳ đi quay chương trình thực tế Running Man cũng đã vô cùng tốn sức, quay xong còn nhắn tin cho Tần Lâm. Này, đại thần y, đến trường quay gặp tôi không? Nhìn thấy tin nhắn Zalo của Tô Văn Kỳ, Tần Lâm đã hiểu ra, lại muốn tôi mời cô đi ăn à? Hi hi, tâm linh tương thông đó. Tần Lâm cười bất lực, tuy Tô Văn Kỳ bây giờ đã là thiên hậu, nhưng vẫn không thay đổi được thói quen ăn uống lúc còn làm mắc bang. Cô gái này thật sự có thiên phú về ăn uống, có ăn thế nào cũng không mập, lại còn ăn rất ngon miệng. Để tôi đến đó, lát nữa gặp. Tôi đi tẩy trang trước đây. Nói xong, Tô Văn Kỳ liền chuẩn bị đi vào phòng trang điểm. Chị Tô, mệt rồi sao? Chị uống chút nước đi. Lúc này, một nhân viên nữ đi tới và đưa cho Tô Văn Kỳ một chai Sprite. Tô Văn Kỳ nhìn cô ta một cái, trông có vẻ quen thuộc, giống như người hay đi cùng đạo diễn, nên cô mới lịch sự nhận lấy rồi quay lại ngồi xuống. Chị Tô, em là fan của chị đó, em thích chị lâu lắm rồi, chị có thể cho em chụp một tấm hình để đăng lên vòng bạn bè được không? Tô Văn Kỳ gật đầu, nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng, được. Nhân viên là người hâm mộ là chuyện rất bình thường. Tuy tuổi Tô Văn Kỳ không lớn, nhưng cô ra mắt từ rất sớm, cho nên có rất nhiều người trẻ tuổi đều nghe nhạc của Tô Văn Kỳ. Vì vậy, cho dù có bận rộn đến mấy thì khi gặp người hâm mộ cô cũng sẽ chân thành đối đãi, đặc biệt nếu là đồng nghiệp thì cô sẽ càng tận tình hơn. Sau khi tán gẫu một lúc, Tô Văn Kỳ liền uống vài ngụm nước. Nữ nhân viên mặc dù cảm thấy không hài lòng nhưng cũng không thể tiếp tục được, nếu không sẽ bị lộ tẩy. Cảm ơn chị Tô, vậy chị giúp tôi nhé. Nói xong, nữ nhân viên liền rời đi khỏi, sau khi đi liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn Zalo. Uống 1/3, sau đó cô ta cởi đồng phục ra, sải bước rời đi, lấy vé máy bay trong túi ra rồi xách hành lý để rời khỏi nước. Chuốc thuốc chị Tô không phải chuyện nhỏ, một khi chuyện này bị bại lộ thì sẽ không thoát nổi trách nhiệm. Nhưng Lục Phàm đã đưa cho cô ta một món tiền lớn, đủ để cô ta sống tốt ở nước ngoài, vậy nên nữ nhân viên liền bỏ công việc ở đây. Chuẩn bị đủ mọi thứ để lên máy bay đi nước ngoài. Tô Văn Kỳ uống nước xong, không có bất kỳ cảm giác gì cả, bước vào phòng trang điểm, trong phòng không có lấy một ai, diễn viên đã tẩy trang xong hết đã về rồi. Sau đó Tô Văn Kỳ gửi tin nhắn Zalo cho trợ lý, bảo trợ lý cứ tan ca sớm, vừa khéo thể loại cô cũng phải đợi Tần Lâm ở trong phòng trang điểm này. Tô Văn Kỳ tẩy trang xong, liền lôi chai nước ra uống thêm mấy ngụm nữa. Đột nhiên bụng dưới của cô có cảm giác là lạ. Tô Văn Kỳ nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm, hơn nữa còn hơi chóng mặt. Thấy xung quanh không có ai, ngay cả nhân viên công tác cũng về rồi, cô ấy đột nhiên có cảm giác không lành, vội vàng rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Lâm. Tôi đợi anh ở phòng trang điểm, anh mau đến nhé. Cô ấy không chắc là liệu có xảy ra chuyện gì không, nhưng vẫn cảm thấy hơi nguy hiểm nên tỏ ra cảnh giác, báo vị trí của mình cho Tần Lâm biết. Mà lúc này ở bên ngoài... Bốn người đàn ông da đen châu Phi đang khẽ lại gần, một người thanh niên đưa bốn người bọn họ tới. Trên đường gặp hai nhân viên công tác còn cười cười chào hỏi. Lưu Kinh Tế đến rồi à? Đưa mấy diễn viên nước ngoài tới, cảnh phía sau còn dùng tới. Lưu Kinh Tế này mặc dù là người đại diện của Lục Phàm, có điều mọi người cũng không nghĩ nhiều, dù sao một người đại diện có thể quản lý nhiều nghệ sĩ cùng một lúc mà. Như chị Điền cũng không phải chỉ làm người đại diện cho mỗi Tô Văn Kỳ. Lưu Kinh Tế vào trong trường quay, mọi người không cảm thấy gì lạ, bốn người nước ngoài chắc do tổ sản xuất chương trình cần cho vòng chơi nào đó nên mời tới thôi. Đến phòng trang điểm, Lưu Kinh Tế nhìn xung quanh không có ai, đã được sắp xếp ổn thỏa rồi,
liền nói với bốn người kia. Bên trong có một cô gái rất xinh đẹp, mấy người có thể tùy tiện chơi, ra ngoài tôi sẽ đưa mỗi người 100.000. Bốn người da đen mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng, có gái hoa hạ để chơi, lại có thêm tiền, còn gì tốt hơn thế này. Bốn người hưng phấn tiến vào trong, Lưu Kinh Tế đóng cửa phòng trang điểm, lập tức gửi tin nhắn cho giới truyền thông. Ở phim trường quay chương trình Running Man, Tô Văn Kỳ quay xong liền chơi, dã chiến, với bốn người đàn ông da đen, mau đến. Tin nhắn này vừa được gửi đi, các bên truyền thông lập tức sốt sắng. Còn có chuyện này à? Mấy phóng viên đang ăn cơm cũng bỏ đũa xuống lập tức chạy ra ngoài, lên xe đạp ga hết cỡ, sợ sẽ không lấy được tin tức siêu hot này. Hình tượng của Tô Văn Kỳ trong giới giải trí là độc lập tự chủ, lạnh lùng, cao ngạo. Nói cách khác cô vẫn còn trong trắng, không dựa vào mấy sugar daddy hay xì căng đan để hot, vẫn luôn xuất hiện dưới dáng vẻ ngọc nữ. Nhưng bây giờ lại có tin tức xấu như vậy, Tô Văn Kỳ vẫn luôn không tìm bạn trai, hóa ra là vì thích chơi trò này. Thích người da đen à, hơn nữa còn hẹn tận bốn anh, siêu ghê. Nếu như người khác gửi tin này bọn họ chắc chắn không tin, nhưng đây là Lưu Kinh Tế, là người đại diện có tiếng trong giới giải trí, anh ta sẽ không nói láo, nhất định là có cái gì đó thì mới thông báo cho tất cả các công ty truyền thông. Chẳng mấy chốc, tất cả công ty truyền thông đều đến nơi, bao vây phòng trang điểm. Tô Văn Kỳ vẫn đang tẩy trang, cảm giác hơi kỳ lạ, muốn tẩy trang nhanh còn về sớm. Tuy nhiên đúng lúc này đột nhiên có bốn người da đen đi vào phòng trang điểm. Mấy người là ai? Bốn người đàn ông da đen vốn trốn từ nước ngoài vào, đến Hoa Hạ kiếm tiền đã rất khổ cực, vậy nên bọn họ chẳng sợ cái gì cả, chân đất thì sợ gì không có giày. Vừa vào nhìn thấy Tô Văn Kỳ, mắt bốn người đàn ông da đen phát sáng, lập tức có phản ứng. Không ngờ người phụ nữ này lại xinh đẹp đến thế, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, bốn người bọn họ cũng chẳng để ý lắm. Cơ thể bọn họ cường tráng, lại còn là đàn ông da đen, vậy nên cô ấy chẳng có chỗ nào để chạy. Bốn người không nói gì, dần dần bao vây Tô Văn Kỳ. Sắc mặt Tô Văn Kỳ thay đổi, biết có chuyện rồi, rõ ràng có người lừa cô ấy vào chồng, ở đây không có ai, đúng là giờ thì không ai giúp được cô nữa. Mấy người đợi một chút, bộ quần áo này của tôi không tiện, tôi đi thay đồ đã. Nói xong, Tô Văn Kỳ lần đứng dậy, bình tĩnh đi vào phòng thay đồ. Mấy người đàn ông da đen không sói tiếng Trung lắm, nhưng cũng nghe hiểu mấy câu, cô gái này hình như muốn thay quần áo. Phụ nữ Hoa Hạ cởi mở thế à, còn không thèm phản kháng, hợp ý bọn họ ghê. Tô Văn Kỳ đứng dậy, không chạy, ngược lại đi vào phòng thay đồ, phòng trang điểm không lớn nên chỉ có một lối ra, vậy nên bọn họ cũng không vội. Tô Văn Kỳ vào phòng thay đồ, lập tức khóa trái cửa. Phòng thay đồ nhỏ này giống như phòng thử đồ ở cửa hàng quần áo ở trung tâm thương mại vậy, không thể đóng hoàn toàn, nhưng có thể khóa trái. Tô Văn Kỳ trốn ở trong, hy vọng có thể kéo dài đủ thời gian. Nhưng cô ấy vừa tiến vào thì chân đã nhũn ra, cơ thể nóng rực lên, hai mắt mờ dần, nhìn không rõ mọi thứ, trong tim như có một dòng hỏa khí, khí nóng, ngứa ngáy khắp người. Chết tiệt, có người hạ thuốc cô ấy. Tô Văn Kỳ mặc dù chưa từng trải qua chuyện này, nhưng cũng là chị đại trong giới giải trí, cô ấy cũng nghe qua không ít về việc này, nên lập tức biết mình bị người khác hạ thuốc rồi. Không ngờ ở chỗ này mà cũng có người làm ra chuyện như vậy, đúng là khó lòng phòng bị. Bây giờ Tô Văn Kỳ chỉ mong Tần Lâm có thể đến sớm một chút, cứu cô ra ngoài. Bốn tên da đen đợi một hồi, thấy Tô Văn Kỳ vẫn chưa đi ra liền tới kéo cửa phòng thay đồ, phát hiện ra cửa phòng bị khóa. Nói mấy câu bằng tiếng nước ngoài, sau đó bắt đầu kéo cửa. Bọn họ là dân lao động, sống nhờ sức lao động, bốn người vừa kéo, cửa phòng thay đồ suýt nữa bị kéo sập. Kéo một lúc mà không mở được, một tên trong số đó bắt đầu lục lọi tìm kiếm, tìm được bình cứu hỏa, mấy người bắt đầu dùng bình cứu hỏa đập cửa. Rầm rầm rầm, mỗi phát đạp xuống, cửa bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bốn người luân phiên đập cửa, cứ như vậy, chắc chưa đến 5 phút cửa sẽ bị đập hỏng mất. Chỉ cần đập ra được một khe hở là có thể thò tay vào. Sau đó mở chốt cửa. Nhưng lúc này Tần Lâm đang ở ngoài phim trường, nhìn thấy có một số phóng viên vây quanh, nên không đi vào trong. Vẫn cho rằng bọn họ đợi để phỏng vấn Tô Văn Kỳ, sau đó rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tô Văn Kỳ, mấy phút mà không thấy ai trả lời. Tần Lâm nhíu mày, liền gọi điện thoại qua. Điện thoại vẫn kêu nhưng không có ai nhận. Tần Lâm nhíu mày, bắt đầu hoài nghi liệu Tô Văn Kỳ có xảy ra chuyện gì không,
nếu không thì bình thường sẽ không có nhiều phóng viên như vậy. Tần Lâm đến, Tần Lâm luồn ra sau phòng trang điểm, sau đó leo tường xông vào, phòng trang điểm này là một phòng trệt, với khả năng của Tần Lâm thì có thể dễ dàng leo vào, nóc phòng được làm bằng xi măng cốt thép, mặc dù Tần Lâm có thể phá được, nhưng sợ Tô Văn Kỳ ở bên dưới có thể bị thương nên chọn cách bò vào từ lỗ thông gió. Chui vào lỗ thông gió, bò một hồi liền đến ngay phía trên phòng thay đồ mà Tô Văn Kỳ đang trốn. Lúc này phòng thay đồ đã bị mấy tên da đen đập ra một cái lỗ, bốn tên vô cùng kích động, cứ nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng cao gầy nuột nà của Tô Văn Kỳ là cảm giác như toàn thân bốc lửa. Đập được cái lỗ xong, một người đàn ông thò tay vào cố gắng mở khóa cửa. Âm thể loại đột nhiên hắn hét lên, lộ ra vẻ đau đớn, sau đó rút tay ra, trên đó cắm một chiếc khuyên tai to bằng ngón tay cái, cánh tay hắn chảy đầy máu. Tên da đen chửi rùa mấy câu, bốn người liền điên cuồng đạp cửa. Tô Văn Kỳ lúc này hai chơi nhữ ra không làm gì được, toàn thân nóng rực lên, chỉ còn chút ý thức còn tỉnh táo. Ê, nghe thấy tiếng nói, Tô Văn Kỳ vừa ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy mặt Tần Lâm. Tô Văn Kỳ vui vẻ vô cùng, anh đến rồi. Tần Lâm nhìn tình hình trước mắt, mặc dù có thể giải quyết mấy tên da đen một cách dễ dàng nhưng bên ngoài nhiều phóng viên như vậy, nếu như xông ra lúc này thì khó lòng giải thích. Hơn nữa mặt Tô Văn Kỳ đỏ như vậy, hai mắt mơ màng, trông có vẻ như bị hạ độc. Tần Lâm duỗi tay ra, nắm lấy tay tôi. Tô Văn Kỳ vội vàng nắm lấy tay Tần Lâm, anh kéo một phát liền lôi được Tô Văn Kỳ lên. Hai người chui vào đường ống thông gió, nằm trong vòng tay của Tần Lâm, Tô Văn Kỳ cảm giác không chịu nổi nữa, liền nhũn trong lòng anh, tay thò vào trong quần áo của Tần Lâm, sờ sờ cơ thể anh. Tần Lâm nhíu mày, bà cô à, đừng nghịch ở đây. Tần Lâm cũng không có cách nào khác, chỉ có thể ấn mấy phát vào hai huyệt vị sau cổ cô ấy. Triệu chứng của Tô Văn Kỳ mới thuyên giảm một chút, có điều cơ thể vẫn rất yếu ớt. Đi thôi, tôi đưa cô đi. Tần Lâm đưa theo Tô Văn Kỳ leo từ đường ống ra ngoài, hai người leo lên nóc phòng, bên dưới toàn là phóng viên, Tần Lâm để Tô Văn Kỳ nằm ngang, nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô là biết bị hạ thuốc. Tôi không có kim bạc, cô nhịn chút nhé. Tần Lâm ra ngoài ăn cơm với Tô Văn Kỳ nên không mang theo kim bạc, chỉ dùng tay bấm huyệt và phương pháp xoa bóp để ép độc tố trong cơ thể ra. Mấy phút sau, Tô Văn Kỳ đỡ hơn nhiều, Tần Lâm hỏi. Bên dưới toàn phóng viên, chúng ta đi thế nào? Tô Văn Kỳ hít sâu một hơi, đưa điện thoại cho tôi gọi cho chị Điền. Sau khi liên lạc được với người đại diện, chị Điền lo lắng vô cùng, không ngờ Tô Văn Kỳ lại xảy ra chuyện thế này. Hai người nằm trên nóc phòng, đợi chị Điền đến thì giải thích. Sao bọn họ đến được đây vậy? Tần Lâm có hơi bực bội, bên cạnh Tô Văn Kỳ không có vệ sĩ, cũng không có trợ lý, sao lại như vậy được? Tô Văn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, còn có thể là ai vào đây nữa, trong giới giải trí, người hận tôi đến tận xương tận thủy, có thể đẩy tôi vào bước đường này, chỉ có Lục Phàm. Mặt Tần Lâm trầm xuống, tên Lục Phàm này thật không biết điều mà. Chỉ là một tên rác rưởi mà cứ nghĩ mình quan trọng lắm, trong giới giải trí kiểu cạnh tranh bẩn này rất nhiều, hất nước bẩn lên nhau là chuyện rất bình thường, thậm chí còn có người tự đổ nước bẩn lên người mình để hót. Vậy nên Tần Lâm cũng chẳng thèm quan tâm đến bọn họ. Không ngờ Lục Phàm lại chẳng coi ai ra gì, dùng cả thủ đoạn này, có vẻ như tên rác rưởi này không muốn ở lại giới giải trí rồi. Một lúc sau, chị Điền đã tới, sau đó cười hi hi nói. Mọi người vây ở đây làm gì thế? Một phóng viên cười khẩy nói, nghệ sĩ nhà cô làm gì ở đây chẳng nhẽ cô không biết sao? Chị Điền cười cười, nghệ sĩ nhà tôi làm gì chứ? Nhìn dáng vẻ của mọi người thì hình như có tin hot nhi. Bởi vì biết Tô Văn Kỳ an toàn rồi, nên chị Điền đã tính toán sẵn trong lòng, không việc gì phải lo lắng cả. Lưu Kinh Tế cũng lạnh lùng mỉm cười, chị Điền bình tĩnh ghê, nếu chị vào trong xem thì chắc sẽ nhìn thấy chân trời mới đó. Đợi mãi mà chẳng thấy ai ra, Lưu Kinh Tế tìm mấy người đập cửa xông vào. Vừa đạp được cửa phòng trang điểm, tất cả phóng viên đều đạp nhau mà xông lên, ai cũng muốn mình là người đầu tiên chụp được cảnh đấy. Tuy nhiên vừa vào, chỉ thấy bốn tên da đen đứng đờ trong đấy, cửa phòng thay đồ bị đập mờ nhưng bên trong chẳng có ai. Mọi người đều nhìn thấy cảnh này, rất tráng lệ, nhưng nữ chính đâu rồi? Thiếu mất nữ chính thì đâu thành dreamer được, mặc dù mấy tên da đen đều ở đây nhưng Tô Văn Kỳ thì không. Chị Điền đi vào sau đó thở phào nhẹ nhõm, cười khẩy. Lưu Kinh Tế, anh bảo phóng viên vào đây làm gì? Mấy người nước ngoài này ở đâu ra vậy? Mặt Lưu Kinh Tế đen xì. Tiến lên hỏi mấy tên da đen, sau đó mặt mày biến sắc, nghiến răng, đúng là thấy quỷ mà,
Tô Văn Kỳ bị hạ thuốc mà có thể chạy được sao? Lúc này đã đâm lao thì phải theo lao, Lưu Kinh Tế nhìn chị Điền nói, ha ha, ngày mai chúng ta bàn chuyện này nhé. Lưu Kinh Tế đánh mắt với cánh truyền thông, mọi người đều đi theo. Cánh truyền thông cũng có chút quan hệ với Lưu Kinh Tế, ngày thường cũng hay qua lại, cũng khá thân. Vừa ra khỏi cửa, mọi người liền đi theo Lưu Kinh Tế. Đợi mười mấy phút sau, Tần Lâm mới bế Tô Văn Kỳ từ trên nóc nhảy xuống. Chị Điền sợ giật mình, nhìn thấy Tô Văn Kỳ không sao liền yên tâm. Cô ấy cảm kích nhìn Tần Lâm. Cảm ơn cậu, mau, mau lên xe tôi thôi. Vào trong xe của chị Điền, Tần Lâm bảo Trịnh Bình Long đem kim bạc tới. Lúc này Tô Văn Kỳ lại hơi mất ý thức rồi, bắt đầu sờ soạn ôm hôn Tần Lâm. Trên cổ anh có mấy vết hôn của Tô Văn Kỳ rồi. Sau khi kim bạc được đem đến, Tần Lâm bắt đầu châm cứu, dùng phương pháp thấu thiên lương. Tô Văn Kỳ lập tức toát mồ hôi lạnh, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác choáng váng mơ hồ cũng biến mất. Chị Điền cũng thở phào nhẹ nhõm, vuốt trán Tô Văn Kỳ nói. Bà cô à, cô đúng là gặp may đó, trận phong ba này cũng được coi là qua rồi. Tô Văn Kỳ lắc đầu, đâu có đơn giản vậy. Lục Phàm tốn nhiều công sức như vậy để khiến cho Tô Văn Kỳ thân bại danh liệt, sẽ không thể chỉ có mấy chiêu này, chắc chắn phía sau còn có đòn nữa. Lưu Kinh Tế đưa cánh truyền thông đi xong liền tìm một quán trà yên tĩnh để nói chuyện với mấy người quản lý của bên truyền thông. Các vị, lần này suýt nữa đã thành rồi, Lục Phàm sẽ đưa phong bì cho mấy vị, tầm này. Lưu Kinh Tế viết một tờ chí phiếu, đưa cho Tổng Biên Tập Ngưu. Tổng Biên Tập Ngưu nhìn thấy con số này liền nhướn mày. Lục thiếu gia hào phóng quá, như thế này có bảo tôi từ chức cũng được. Lưu Kinh Tế mỉm cười, muốn Tô Văn Kỳ thân bại danh liệt đương nhiên phải tiêu chút tiền rồi. Dù sao cũng là thiên hậu, muốn đạp đổ đâu có dễ. Lưu Kinh Tế nói, chuyện hôm nay mặc dù không thành nhưng tôi vẫn muốn mọi người đăng tin đấy lên, làm thế nào để khiến dư luận cảm thấy tiêu cực ấy, không biết mấy vị định viết thế nào. Lưu Kinh Tế cứ yên tâm, chúng tôi làm nghề này mà, hẹn 12 giờ tại Facebook. Chưa đến mấy tiếng sau, mọi người cầm tiền, sau đó liền đi về chuẩn bị viết bài, đúng như những gì Tô Văn Kỳ đoán, đòn này của Lục Phàm là muốn đánh đến cùng. Anh ta hiểu, nếu anh ta không thể trở mình thì chỉ có cách đạp đổ Tô Văn Kỳ. Một khi Tô Văn Kỳ xuất hiện tin tức xấu, mà là tin quốc tế thì sẽ ép tin của anh ta xuống. Tô Văn Kỳ muốn quay về nghỉ ngơi nên thuê một phòng ở khách sạn với chị Điền, hai người nằm trên giường lướt điện thoại. Vừa đến đúng 12 giờ, quả nhiên các công ty truyền thông đều đăng bài. Tô Văn Kỳ giữa đêm hẹn bốn anh ra đen chơi, dã chiến, Tô Văn Kỳ sống không đứng đắn, hình tượng ngọc nữ tan thành mây khói. Tin tức xấu của Tô Văn Kỳ, trước ống kính là nữ thần, sau ống kính lại dâm đãng như vậy. Các kênh truyền thông viết ác như vậy, mặc dù thu hút nhiều sự chú ý, nhưng lại không nể tình mà bôi đen Tô Văn Kỳ đến vậy. Tin tức hot thế này hơn nữa lại được mấy chục kênh truyền thông có uy tín đưa ra nên thu hút được vô vàn sự chú ý của mọi người, mục tin nóng trên Facebook chỉ toàn là tin về Tô Văn Kỳ. Vừa mở ra nhìn, không phải là Kiều Giật Tít, mà tất cả đều viết về chuyện ngày hôm nay. Nội dung đại khái là, hôm nay bọn họ nhận được tin tức từ nội bộ, nói Tô Văn Kỳ ngủ với bốn người da đen, vậy nên mới đến chụp chộp, kết quả bị Tô Văn Kỳ phát hiện nên bỏ chạy trước. Bốn tên da đen quần áo không chỉnh tề, trong phòng còn có quần áo của Tô Văn Kỳ, trong phút hoảng loạn cô ấy còn bỏ quên cả điện thoại. Bởi vì không chụp được nhân vật chính nên bọn họ chỉ có thể nói Tô Văn Kỳ đã chạy trước, mặc dù không có hình không rõ chân tướng, độ tin cậy không quá cao. Nhưng kết hợp cùng với video Tô Văn Kỳ đi vào phòng trang điểm, bổn tên da đen đi theo sau cộng với ảnh của một số đồ vật linh tinh, nhiều cư dân mạng không biết được chân tướng cũng cho là thật. Lại thêm Lục Phàm mua mấy biệt đội chửi thuê nên dư luận liền quay ngoắt 180 độ, tôi đã bảo từ trước rồi, Tô Văn Kỳ chẳng phải ngọc nữ trong trắng gì đâu, mấy trăm trước tôi nhìn thấy cô ta còn đi uống rượu thuê phòng với hai người đàn ông mà. Tôi là người trong giới, không dám tiết lộ danh tính. Mỗi lần quay chương trình xong Tô Văn Kỳ sẽ hẹn hai người đàn ông, hơn nữa mỗi lần đều là hai người khác nhau. Đúng vậy, tôi cũng biết một chút về cô ta, mỗi lần tôi đưa cô ta hoa quả đều thấy 4-5 chiếc bao đã dùng rồi. Biệt đội chửi thuê nói phét hăng như vậy, hơn nữa nói còn rất hay, nói kiểu mập mờ, kiểu tin hay không thì tùy, sau đó giả như là người trong giới để lộ tin tức, rất nhiều người không biết sự thật đều cho là thật. Chị Điền nhìn thấy tin tức này, toàn thân run rẩy. Ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, nó vỡ thành từng mảnh mẹ kiếp, bị ngu à, nói vậy cũng tin. Chị Điền tức đến mức chửi bậy, mấy người nãy bị ổi vừa thôi,
dùng cả phương pháp đê hèn như vậy, kết quả không thành công, vậy mà vẫn tìm cách hất nước bẩn cho Tô Văn Kỳ. Quá quát quá, Tô Văn Kỳ mặc dù cũng có sự chuẩn bị sẵn về mặt tâm lý, nhưng vẫn tức muốn chết. Cánh truyền thông đúng là có thể đổi trắng thay đen, trong thời gian ngắn, đẩy Tô Văn Kỳ đến đầu sóng ngọn gió. Chuông tin nhắn, Zalo, điện thoại không ngừng vang lên. Tô Văn Kỳ gửi tin nhắn Zalo cho Tần Lâm, dặn một câu rồi tắt máy. Chuyện sau đó giao hết cho chị Điền xử lý, chị Điền cũng là chị đại giang hồ, mấy chuyện này đã chuẩn bị từ trước. Cô cứ yên lặng vài ngày, tôi sẽ đi tìm tổ quan hệ xã hội, có lẽ sẽ không dễ phản bác, đợi mấy ngày nữa, sóng gió qua đi, tôi sẽ liên lạc với mấy công ty truyền thông, mở cuộc họp báo, làm sáng tỏ chuyện này. Đúng rồi Văn Kỳ, bây giờ cô đến bệnh viện với tôi, xét nghiệm máu, sau đó báo cảnh sát, chị Điền giàu kinh nghiệm. Tô Văn Kỳ bị bỏ thuốc nên trong máu nhất định có lưu lại chứng cứ chứng minh cô ấy bị hãm hại, sau này khi làm sáng tỏ mọi chuyện sẽ là bằng chứng có sức thuyết phục. Tần Lâm cũng chuẩn bị tinh thần nhìn thấy mấy tin tức không hay của Tô Văn Kỳ, kết quả nửa đêm lại có người bệnh đến khám, Tần Lâm còn không có thời gian để trả lời tin nhắn Zalo của cô. Người bệnh lần này có hơi đặc biệt, lần đầu Tần Lâm thấy có bệnh nhân chọn cấp cứu ngoại khoa ở phòng khám đông y. Trong tình huống thông thường, cấp cứu ngoại khoa sẽ đến bệnh viện Tây Y, bởi vì Tây Y giỏi phẫu thuật hơn. Trong mắt mọi người, Tây Y thiên về chữa các bệnh cấp tính, Đông Y thiên về chữa các chứng bệnh mãn tính, vậy nên thường những bệnh ngoại khoa này sẽ tìm đến Tây Y. Nhưng người bệnh bị thương ở gần đây, chỉ có thể đến chỗ Tần Lâm. Người bệnh là nữ, 45 tuổi, tên là Triệu Lệ Khôn, mặc dù Triệu Lệ Khôn 45 tuổi nhưng bảo dưỡng nhan sắc khá tốt, bên cạnh bà ấy còn có một cậu thanh niên trẻ tuổi, có vẻ là con bà. Bác sĩ, mau khám cho mẹ tôi đã đi mấy y quán rồi, họ đều nói là không chữa nổi. Tần Lâm cúi đầu nhìn, Triệu Lệ Khôn dẫm phải một chiếc đinh. Phố Đông Y là khu trung tâm nhưng cách đây 3 km có một công trường đang sửa chữa, có lẽ dẫm phải từ lúc đó. Chiếc đinh dài mười mấy cm, xuyên qua da. Hơn nữa chỗ xuyên qua còn vô cùng không ổn, xuyên từ gót giày cao gót của Triệu Lệ Khôn đến gót chân. Chỗ bị xuyên qua khiến người khác vô cùng lo lắng. Triệu Lệ Khôn mặc dù hơn 40, trông có vẻ là một người phụ nữ trung niên rất chững chạc, nhưng lúc này cũng đau đến mức toàn thân run rẩy, mặt đầy nước mắt. Cậu thanh niên không nỡ nhìn mẹ mình như vậy, bác sĩ, anh có thể xử lý giúp mẹ tôi không? Mẹ tôi không tiêm được thuốc tê. Tần Lâm sững sờ, chả trách người bệnh lại trọ vẻ là một người phụ nữ trung niên rất chững chạc, nhưng lúc này cũng đau đến mức toàn thân run rẩy, mặt đầy nước mắt. Cậu thanh niên không nỡ nhìn mẹ mình như vậy, bác sĩ. Anh có thể xử lý giúp mẹ tôi không? Mẹ tôi không tiêm được thuốc tê. Tần Lâm sững sờ, chả trách người bệnh lại chọn y quán đông y, hóa ra bị dị ứng thuốc tê. Nếu đến bệnh viện Tây Y, thì dưới tình huống này các bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê để làm phẫu thuật, nếu không tiêm thuốc tê mà cứ lấy đinh ra chắc người bệnh sẽ đau không chịu nổi. Tần Lâm kiểm tra một chút, nhíu mày nói tiêm thuốc tê là phương pháp giúp người bệnh dễ chịu nhất, những phương pháp khác cũng có thể xử lý được nhưng sẽ phải chịu đau một chút. Tần Lâm phải nhắc trước chuyện này, gây tê là một kỹ thuật vô cùng quan trọng, dù là trong đông y, thì bác sĩ vẫn rất coi trọng việc gây tê. Năm đó, ông tổ của đông y Hoa Đà đã rất tâm đắc với kỹ thuật gây tê, cũng là người đầu tiên đưa ra phương pháp gây tê của đông y. Triệu Lệ Khôn gật đầu, bác sĩ, không sao đâu, tôi có thể chịu được, chỉ cần không đau mãi là được. Tần Lâm gật đầu, cũng không quá đau, nhịn một chút là được. Nói xong, Tần Lâm lấy kim bạc ra. Chặn mấy huyệt vị lại, làm tê huyệt vị đòi hỏi người châm cứu phải có trình độ rất cao. Bởi vì là chặn lại kinh mạch, máu không thể lưu thông, vậy nên mới mất cảm giác, từ đó dẫn đến tê, giảm cơn đau. Nhưng phương pháp này đòi hỏi bác sĩ đông y thể loại phải có trình độ rất cao, nhất định phải hoàn tất phẫu thuật trong thời gian vô cùng ngắn, bởi vì chỉ cần máu không thể lưu thông trong mấy phút thì toàn chân sẽ bị tàn phế, dẫn đến hoại tử, cuối cùng phải cắt chỉ. Vậy nên ít bác sĩ đông y nào dám xử lý kỹ thuật này, chỉ có cao nhân như Tần Lâm mới dám to gan làm. Sau khi dùng kim chặn lại, tay trái Tần Lâm bóp lấy chân Triệu Lệ Khôn, ngón cái và ngón trỏ bóp lấy hai vị trí quan trọng, đại khái là chỗ tiếp xúc với đỉnh thép, biết được đinh thép dài đến đâu. Anh nhìn con trai Triệu Lệ Khôn nói, người anh em, cậu lại đây giúp tôi. Cậu thanh niên sợ giật mình, tôi á, tôi làm được á, bây giờ trong y quán chỉ có mỗi Tần Lâm. Những người khác đều đã đi về, chỉ có thể để cậu thanh niên này giúp đỡ. Không sao cả, nhớ này, muốn mẹ cậu đỡ đau thì phải làm thật nhanh,
phải dùng sức thật mạnh, phải làm một cách đột ngột, hiểu chưa? Cậu thanh niên hít sâu một hơi, gật đầu. Sau đó Tần Lâm rút một tay ra, nói với Triệu Lệ Khôn. Bà Triệu, bây giờ tôi cần bóp hai huyệt vị trên mặt bà, có hơi đau, bà nhịn chút nhé. Nói xong, Tần Lâm ấn hai huyệt vị trên cằm Triệu Lệ Khôn, để mặt bà ấy ngẩng lên một chút, ngón tay hơi dùng sức. Sau đó, Tần Lâm đánh mắt với cậu thanh niên rút mạnh một cái, cùng lúc đó, hai ngón tay Tần Lâm dùng sức. Ấn Triệu Lệ Khôn bị Tần Lâm bóp đau, hét một tiếng. Hơn nữa dưới chân cũng đau nhức, trên dưới cùng đau, nên đỡ đau hơn. Tần Lâm nói, được rồi. Triệu Lệ Khôn sững sờ, thấy con trai cầm chiếc đỉnh, lập tức vui mừng ra mặt. Nhanh, nhanh vậy sao? Vốn cho rằng sẽ vô cùng phiền phức, vô cùng đau đớn, nhưng bây giờ cảm thấy không đến nỗi, chỉ như tiêm thối, nháy mắt rồi hết. Hơn nữa có Tần Lâm giúp đỡ phân tán sự chú ý, trong tình huống không có chuẩn bị nên thực ra cũng không đau lắm. Phương pháp cao siêu quá. Tần Lâm nói, vốn không phải chuyện lớn, xong rồi. Triệu Lệ Khôn như mở ra một chân trời mới, không ngờ Hoa Hạ lại giỏi như vậy. Vậy, có cần sát trùng không, nhỡ may bị nhiễm trùng thì sao? Tần Lâm đưa bà ấy một gói thuốc, uống và bôi kết hợp, bên trong đã được đong đếm sẵn rồi, về nhà dùng trong một tuần, không được ăn thịt chó thịt cừu, những cái khác không cần kiêng. Cái này, khám bệnh nhanh như vậy thật khiến người khác khiếp sợ. Cảm ơn bác sĩ. Vậy tôi phải đưa bao nhiêu ạ? Tần Lâm nhìn, đưa 20 tệ là được rồi. Giá thành của loại thuốc này cũng chỉ tầm đấy. Tần Lâm mặc dù không kiếm tiền nhờ nghề này, nhưng vẫn phải thu một ít phí khám bệnh tượng trưng. Vừa nghe thấy có 20 tệ, Triệu Lệ Khôn tưởng mình nghe nhầm. Hỏi lại Tần Lâm thêm lần nữa mới chắc chắn là 20 tệ. Triệu Lệ Khôn vô cùng cảm kích, lấy danh thiếp ra đưa cho Tần Lâm. Cảm ơn, tôi là Tổng Thanh tra của Đài Truyền hình Trung ương Triệu Lệ Khôn. Xin hỏi quý danh của thần y. Tần Lâm sững sờ, tôi họ Tần, Tần Lâm, bà là Tổng Thanh tra của Đài Truyền hình Trung ương à? Lần đầu tiên Tần Lâm gặp được một người làm việc ở phương diện này. Triệu Lệ Khôn vội vàng nói, đúng vậy, thần y, vì tính chất của công việc nên cơ thể của tôi không tốt lắm, cậu có thể điều dưỡng giúp tôi được không? Tần Lâm gật đầu, được, bắt mạch trước đã. Tần Lâm đã băng bó xong cho chân của Triệu Lệ Khôn. Sau đó đỡ bà ấy lên ghế, bắt đầu bắt mạch. Chốc lát sau, Tần Lâm nhíu mày. Thường xuyên thức khuya à? Đúng vậy, do công việc yêu cầu, cũng không có cách nào khác. Triệu Lệ Khôn thức khuya quanh năm, hơn nửa giờ giấc nghỉ ngơi không đúng quy luật, lại thêm ăn uống không điều độ, vậy nên bệnh thấp khí nặng, đau dạ dày, phong thấp, toàn thân đầy bệnh tật. Mặc dù không phải vấn đề lớn, nhưng cũng rất khó chịu. Tần Lâm lắc đầu, bệnh này không có cách nào chữa. Bà cũng tự biết là do nguyên nhân công việc, vậy nên muốn khỏi thì phải sinh hoạt điều độ, nếu bà không thay đổi cách sinh hoạt thì không thuốc nào chữa được. Triệu Lệ Khôn hơi sững sờ, lập tức cảm thấy vị thần y này hơi khác người. Lúc trước Triệu Lệ Khôn cũng nhiều lần đi khám bệnh, bác sĩ chỉ nói mấy câu đơn giản như bệnh thấp khí nặng, sau đó kê đơn thuốc, hận không thể đào thêm mấy trăm nghìn từ ví Triệu Lệ Khôn. Nhưng lời Tần Lâm nói rất thẳng thừng, nói thẳng luôn là không chữa được. Đây là lần đầu bà ấy gặp một vị bác sĩ như này. Triệu Lệ Khôn thở dài một hơi, tôi còn 5 năm nữa mới nghỉ hưu, đến lúc đó chắc sẽ tốt hơn một chút, có thể nghĩ cách để giúp tôi bớt khổ trong vài năm tới không? Tần Lâm nói, cái này thì có thể, làm rác hơi đi, cởi quần áo rồi nằm lên giường. Để có thể loại bỏ bệnh thấp khí thì có thể dùng rác hơi để giúp bà ấy thoải mái hơn, chỉ có điều cũng chỉ đỡ trong vài ngày, sau đó lại khó chịu như cũ. Triệu Lệ Khôn cũng không còn trẻ nữa. Cũng có thể làm gì của Tần Lâm rồi, vậy nên không ngại ngần gì, cởi quần áo ra, chỉ để sót lại mỗi nội y rồi nằm lên giường. Tần Lâm bắt đầu làm rác hơi. Rác hơi của Tần Lâm khác hoàn toàn với kiểu rác hơi ở phòng tắm. Chiếc cốc vừa nhỏ vừa dài, như một chiếc cốc miệng nhỏ vậy. Hơ lửa xong, chiếc cốc dính chặt lên người. Á, Triệu Lệ Khôn lập tức cảm thấy hơi đau nhức, những người từng làm rác hơi chắc cũng biết cảm giác này không hẳn là đau. Nhưng da thịt bị kéo lên, có cảm giác như bịt dính chặt vào. Một cái, hai cái, rác hơi của Tần Lâm không trải dài chi chít trên cơ thể người bệnh. Rác hơi thường thấy hay trải dài khắp cơ thể là vì người dùng kỹ thuật này không biết rõ huyệt vị và nguyên lý của rác hơi. Vậy nên cứ gắn bừa toàn thân, gắn nhầm còn hơn bỏ sót. Tần Lâm đương nhiên biết rõ huyệt vị nào với huyệt vị nào, anh chỉ cần gắn rác hơi lên những vị trí quan trọng là được. Cả tấm lưng chỉ gắn ở 12-13 vị trí. Triệu Lệ Khôn toát hết mồ hôi lạnh, bà ấy cũng thường làm rác hơi,
nhưng đây là lần đầu đau như vậy, sắp đau đến mức bà ấy không chịu nổi. Nếu Tần Lâm gắn thêm mấy cái nữa, chắc bà ấy sẽ hét lên mất. Lúc này Triệu Lệ Khôn chỉ cảm thấy da lưng mình sắp bị hút rơi ra rồi, cả người nóng rực. Sau mấy phút, rác hơi bắt đầu xì khí, loại cảm giác dính chặt cuối cùng cũng dịu bớt, Triệu Lệ Khôn thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt dịu đi đôi chút, cơn buồn ngủ ập đến, nằm trên giường thiếp đi. Lúc Triệu Lệ Khôn tỉnh dậy lần nữa đã là sáng hôm sau. Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Cậu thanh niên vội vàng đỡ Triệu Lệ Khôn dậy, quần áo cũng đã mặc cho bà ấy, sau đó Triệu Lệ Khôn nhìn bóng lưng mình thì thấy vùng rác hơi chỉ toàn một màu đen. Lúc trước khi rác hơi, căn bản chỉ toàn để lại dấu vết màu tím vốn đã rất nặng rồi, điều này cho thấy rõ là hàn khí và thấp khí của bà đều vô cùng nghiêm trọng, nhưng bây giờ lại biến thành màu đen, kinh thật đấy. Mẹ, hôm nay sắc mặt mẹ tốt lắm. Vậy hả? Triệu Lệ Khôn vươn eo, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn. Trong lòng liền thấy vô cùng thoải mái, bà vừa ngửi được mùi thơm của cháo liền lập tức cảm thấy đói. Dậy rồi à, vậy cùng nhau ăn sáng đi. Tần Lâm bưng một nồi cháo và một ít bánh hoa quế lên, sau đó ba người cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Cậu thanh niên nói, mẹ, cháo này là anh Tần đặc biệt nấu cho mẹ đó, món này chính là dược thiện sao? Sao dược thiện, đồ ăn có thuốc ở trong? Triệu Lệ Khôn sững ra một lúc, thật sao? Tần Lâm gật đầu, để tôi ghi công thức lại. Mỗi ngày bà có thể ăn một chút, không thể thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày, vậy thì hãy thay đổi chế độ ăn uống đi, sẽ tốt hơn nhiều. Triệu Lệ Khôn thầm cảm động, thực sự hiếm khi gặp một bác sĩ nào có thể tận tình như vậy, hơn nữa y thuật lại vô cùng giỏi. Cậu Tần, cảm ơn cậu nhiều. Không cần khách sáo, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nhờ bà giúp. Triệu Lệ Khôn sững ra, cậu cứ nói, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp hết mình. Triệu Lệ Khôn cảm thấy Tần Lâm không phải người bình thường, bà ấy thực sự muốn kết bạn với anh, dù anh có yêu cầu gì, bà ấy cũng sẽ giúp đỡ hết mình. Tần Lâm nói, bạn của tôi đang gặp chút rắc rối, không biết bà đã nghe qua chưa, là Tô Văn Kỳ. Triệu Lệ Khôn sững ra một lúc, Tô Văn Kỳ là bạn cậu. Đúng vậy, tối hôm qua, Tần Lâm đã đọc về tin tức của Tô Văn Kỳ trên Facebook, sau đêm hôm đó đến nay mà Thiên Hậu vẫn chưa đăng tin thanh minh, hơn nữa. Phòng làm việc của cô ấy cũng không có phản hồi, trước mắt có lẽ cô đang không muốn đứng mũi chịu sào, đành đợi vài ngày nữa để mọi người bình tĩnh lại, sau đó mới giải thích. Triệu Lệ Khôn là tổng thanh tra của đài truyền hình Trung ương, đương nhiên cũng rất quan tâm chuyện này, và bà cũng là người đầu tiên biết được tình hình. Nhưng không ngờ Tần Lâm lại quan tâm đến chuyện này. Theo như tôi biết, Tô Văn Kỳ không phải là một người sống không biết chừng mực, chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình khác sao? Tần Lâm gật đầu. Sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện, dù gì anh cũng đã tận mắt chứng kiến nên có thể kể được rất nhiều chi tiết, sau khi Triệu Lệ Khôn nghe xong liền trầm tư một lúc. Sau vài giây, bà mới ngẩng lên, nói tôi tin cậu. Nhiều thứ trong giới giải trí không thể được xác định nếu không đưa ra bằng chứng xác thực. Hiện tại đây là chuyện xảy ra với Tô Văn Kỳ, cả hai bên đều không đưa ra được bằng chứng xác thực nên chỉ có thể suy đoán, lúc này sẽ phụ thuộc vào khả năng ai có quan hệ công chúng mạnh hơn. Ai có thể dẫn dắt dư luận thì người đó sẽ chiến thắng. Nhưng Tô Văn Kỳ đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn, bởi vì mọi người thường sẽ quan tâm đến tin tức tiêu cực hơn của giới giải trí. Vì vậy một số quần chúng ăn dưa, sao sẽ hy vọng rằng sự việc của Tô Văn Kỳ là thật, họ luôn mong đợi vào tin xấu. Sao ăn dưa, hóng hớt nhưng cho dù mức độ quan hệ công chúng của Lục Phàm cao đến đâu thì cũng chỉ là tép siêu mà thôi. Xét về ảnh hưởng lời nói thì khả năng quan hệ công chúng và nền tảng quần chúng, có ai có thể so sánh với đài truyền hình Trung ương được đây? Đài truyền hình Trung ương là anh lớn trong số tất cả các phương tiện truyền thông, vậy nên các video ngắn hay nền tảng Livestream ở trước mặt đài truyền hình Trung ương đều giống như một cây con mới nhú vậy. Và cây đại thụ cao chọc trời đó chính là đài truyền hình Trung ương. Sau khi Triệu Lệ Khôn đồng ý, bèn cười hỏi, nhưng tôi cũng có điều kiện. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây khám bệnh, cậu không được từ chối đấy nhé. Tần Lâm trả lời, đây là y quán lấy tên của sư phụ tôi, từ trước đến nay tôi chưa từng từ chối bệnh nhân, nếu bà không đồng ý thì tôi cũng sẽ khám cho bà. Triệu Lệ Khôn hài lòng gật đầu, tuổi còn trẻ mà đã có lòng như vậy, chẳng trách cậu lại có y thuật cao siêu như thế, cứ yên tâm, chuyện của Tô Văn Kỳ cứ để tôi. Lúc này, phòng làm việc của Tô Văn Kỳ đang bị công kích nặng nề, chị Điền hết sức tức giận. Sau đó ném từng bản thảo xuống đất. Nuôi một đám bất tài vô dụng như các người làm gì chứ? Bình thường ở trong vòng bạn bè thì viết chàng giang đại hải,
bây giờ bảo các người viết mấy bài quan hệ công chúng, tại sao lại thành đống rác rưởi này? Mấy biên tập viên bị chửi không dám nói gì, mấy bài này thực sự quá khó viết. Không chỉ phải phù hợp với thực tế mà còn phải thuyết phục được công chúng. Bây giờ mọi người đều đang nghiêng về tác phong sống bại hoại của Tô Văn Kỳ, vậy nên việc nói ra sự thật là vô ích. Chị Điền đi qua đi lại trong phòng làm việc, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Alo, là đài truyền hình vệ tinh thủ đô đúng không? Là như này, chuyện về Tô Văn Kỳ, sợ rằng bài viết nhất thời làm sẽ không được rõ ràng. Chúng tôi muốn liên hệ phỏng vấn, đài truyền hình bên anh có lịch trình quay, sự kiện vui vẻ ở thủ đô đúng không? Mấy tháng trước bên anh đã nói như vậy mà, chẳng phải đã mời Tô Văn Kỳ của chúng tôi rồi sao? Alo, mẹ kiếp, chị Điền lại suýt chút nữa ném điện thoại vì tức giận. Các đài truyền hình này cũng nịnh hót quá rồi đấy. Lúc Tô Văn Kỳ không có chuyện gì thì liên tục yêu cầu đòi phỏng vấn, bây giờ xảy ra chuyện lại bảo không có lịch trình. Đây rõ ràng là biện cớ. Bây giờ tất cả các đài truyền hình đều không muốn giúp Tô Văn Kỳ làm sáng tỏ vấn đề này, dù sao thì việc này khá rủi ro. Một khi quan hệ công chúng không tốt, không chỉ Tô Văn Kỳ sẽ bị hủy hoại, mà đài truyền hình cũng sẽ bị liên lụy, có thể sẽ khiến một talk show đang yên đang lành trực tiếp bị phá hủy. Bọn họ không thể để Tô Văn Kỳ quyết định tương lai của một chương trình được, rủi ro quá lớn. Chị Điền liên lạc với một số kênh truyền hình, kết quả vẫn là vô ích. Có hai trong số đó đồng ý nhưng chương trình dành cho bọn họ chỉ là những cuộc phỏng vấn nhỏ tẻ nhạt. Nói chung, khách truy cập là những người ít nổi tiếng trên mạng hoặc từ các nền tảng video trực tuyến. Tô Văn Kỳ cũng không đến mức phải tham gia mấy kiểu talk show đó chứ, nếu như đi chương trình như vậy thì sợ rằng cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bị mắng. Sao lại như thế được, nếu đi đến kiểu chương trình như vậy, há chẳng phải là đang sợ sệt sao? Tô Văn Kỳ dựa vào ghế sofa, vẻ mặt hết sức điềm tĩnh. Chị Điền, hay là cứ đợi đi. Chị Điền lắc đầu, không được, không thể nào đợi được nữa. Đợi nữa thì mọi chuyện sẽ thành sự thật mất, để chị nghĩ cách. Chị Điền vừa định liên lạc với ai đó thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi đến từ số lạ, nhìn thấy số thủ đô nên chị Điền liền nghe máy. Xin chào, đây là tổ chuyên mục của đài truyền hình Trung ương. Xin hỏi chị có phải chị Điền, người đại diện cho cô Tô Văn Kỳ không ạ? Chị Điền sững ra. Không ngờ lại nhận được điện thoại từ đài truyền hình Trung ương, bèn vội vàng nói. Là tôi, xin chào chị, chúng tôi có một chương trình phỏng vấn Mã Nhụy ở đài truyền hình Trung ương, xin hỏi chị có phải chị Điền, người đại diện cho cô Tô Văn Kỳ không ạ? Chị Điền sững ra, không ngờ lại nhận được điện thoại từ đài truyền hình Trung ương, bèn vội vàng nói. Là tôi, xin chào chị, chúng tôi có một chương trình phỏng vấn Mã Nhụy ở đài truyền hình Trung ương, có lịch trình trong tuần này. Không biết là bên chị có hứng thú không? Chị Điền lúc này càng trở nên kinh ngạc, đúng là nghĩ gì đến nấy mà. Lúc trước cô đã liên hệ với một số đài truyền hình vệ tinh, chỉ muốn để Tô Văn Kỳ tham gia mấy chương trình talk show, chuyện của Tô Văn Kỳ phải được giải thích cặn kẽ trước TV, sau đó mới đưa ra được bằng chứng để thuyết phục công chúng, nếu không thì các bài viết cũng sẽ thành công cốc, căn bản cũng chẳng có mấy ai chịu đọc. Chị Điền hỏi, phỏng vấn Mã Nhụy. Đây là buổi trò chuyện đầu tiên ở trong nước, đương nhiên chúng tôi rất muốn đi, nhưng nội dung phỏng vấn là. Tất nhiên là về tin tức tiêu cực gần đây của cô Tô Văn Kỳ, chúng tôi biết rằng cô ấy đang bị vu hại, có đúng không? Đúng vậy, quý đài đúng thật sáng suốt, bây giờ chúng tôi sẽ đi chuẩn bị, khi nào thì chúng ta bắt đầu ghi hình. Càng sớm càng tốt, tối nay cũng được. Được được được, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay. Sau khi cúp máy, chị Điền cuối cùng cũng nở nụ cười. Thật tốt quá rồi, phỏng vấn Mã Nhụy đã mời chúng ta rồi, mọi người hãy mau chuẩn bị bản thảo cho Tô Văn Kỳ, tối nay sẽ ghi hình. Phỏng vấn Mã Nhụy là chương trình nổi tiếng nhất trong tất cả các loại talk show, Mã Nhụy nổi tiếng là người có trí tuệ cảm xúc cao, từng tiếp cận nhiều tên tuổi lớn hàng đầu, nhưng những người tham gia chương trình của họ đều là những diễn viên nổi tiếng hạng nhất, một số tiền bối giống như Tô Văn Kỳ, tuy hot nhưng tối đời lại còn rất trẻ nên vẫn chưa có cơ hội được lên. Lần này cuối cùng cũng đã có cơ hội, nếu chương trình diễn ra tốt đẹp thì scandal lần này sẽ hoàn toàn dịu đi. Tô Văn Kỳ có chút khó hiểu, đài truyền hình Trung ương, phỏng vấn Mã Nhụy. Sao bọn họ có thể liên lạc được với tôi? Chị Điền, chị tạo hoạt động cho tôi đấy hả? Chị Điền lắc đầu, tôi làm gì có khả năng như vậy chứ? Tôi còn nghĩ rằng cô nhờ ai đó giúp nữa co. Tô Văn Kỳ lắc đầu, cũng không phải tôi. Thật kỳ lạ, đài truyền hình Trung ương là một nhà đài siêu lớn. Theo lý mà nói sẽ không thể nào chủ động liên lạc với một nghệ sĩ giải trí như cô được,
những người có thể xuất hiện trên các chương trình của đài truyền hình trung ương đều là nghệ sĩ lão làng hoặc diễn viên quốc dân mà thôi, không hiểu sao lần này lại đột ngột liên lạc với Tô Văn Kỳ. Chắc đài truyền hình trung ương cũng không cần cái độ hot này chứ. Thôi kệ đi, cứ chuẩn bị bản thảo cho tối nay trước đã, phải chuẩn bị cho tốt vào. Tô Văn Kỳ không dám sơ suất, nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Sau khi chương trình được ghi hình, sẽ được phát trực tiếp vào ngày hôm sau. Sự việc giữa Tô Văn Kỳ và bốn người da đen đã gây ầm ĩ rồi, nên căn bản cũng không cần tuyên truyền gì cả, mọi người đều rất quan tâm về chuyện này. Hơn nữa, phỏng vấn Mã Nhụy vẫn là chương trình vàng của đài truyền hình trung ương, là cái tên vô cùng đình đám, khách mời lần nào cũng toàn là nhân vật nặng ký. Tô Văn Kỳ được mời lần này đương nhiên là vô cùng nặng ký, nhưng so với những khách mời trước có chút khác biệt, Tô Văn Kỳ xuất hiện trong chương trình lần này lại trẻ tuổi như vậy, xem ra có vẻ không tầm thường chút nào. Mở đầu cuộc phỏng vấn, Mã Nhụy là một nữ MC vô cùng xinh đẹp, tóc ngắn và rất giàu kinh nghiệm. Lúc đầu, cô còn nói sơ lược về quá trình phát triển của Tô Văn Kỳ, sau đó mới vào chủ đề chính. Mã Nhụy nói, Văn Kỳ, mấy hôm trước đã có chuyện ầm ĩ, tôi tin rằng nhiều khán giả cũng như tôi, muốn biết chân tướng sự việc, hôm nay nhân cơ hội này, Văn Kỳ có thể chia sẻ cho mọi người cũng biết được không? Tô Văn Kỳ gật đầu nhưng vẫn lạnh lùng, đây chính là tính cách của cô ấy trước ống kính. Sau đó, Tô Văn Kỳ lấy ra hai mảnh giấy trong tập hồ sơ bên cạnh ra rồi nói. Đây là kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Nhân dân, tôi đã bị chuốc thuốc vào ngày xảy ra vụ việc. Tờ còn lại là bản đăng ký vụ án của Cục Công an, trước mắt cảnh sát đã vào cuộc để điều tra. Mặc dù sự thật đứng về phía Tô Văn Kỳ, nhưng phương pháp trình bày sự việc cũng đòi hỏi những kỹ năng nhất định, khi không ai tin vào Tô Văn Kỳ, thì việc đi đầu trong việc trưng ra những bằng chứng có lợi nhất là một cách khá tốt để mọi người im lặng. Cùng với việc phát sóng trực tiếp trên TV, hầu như tất cả các nền tảng phát sóng trực tuyến cũng đang chiếu, gần như toàn bộ mạng lưới đều được thực hiện cùng một lúc, đương nhiên cư dân mạng trên các nền tảng sẽ bắt đầu dậy sóng. Tôi vốn cho rằng Tô Văn Kỳ không phải là loại phụ nữ tốt lành gì, nhưng bây giờ lại có bằng chứng để tẩy trắng sao rồi. Sao tẩy trắng, ngôn ngữ mạng minh oan không sai, chuyện này nên được tẩy trắng, hồ sơ của Cục Công an, biên bản xét nghiệm của bệnh viện, cô ấy không thể nào làm giả được. Nếu như là thật thì cũng đáng sợ quá rồi đấy, dám hạ thuốc Tô Văn Kỳ sao? Muốn chết hả, bắt được kẻ xấu thì phải xử phạt thật nặng. 11. Tô Văn Kỳ lấy ra hai bản chứng cứ quan trọng này, che đi thông tin cá nhân bên trên, sau đó cho camera quay cận cảnh. Con dấu bên trên rất rõ ràng, đúng là con dấu chính thức của bệnh viện và Cục Công an, điều này có nghĩa là Tô Văn Kỳ thật sự đã đến bệnh viện để kiểm tra kết quả, sau đó đã đi báo cảnh sát. Với hai bằng chứng này thì tất cả cư dân mạng đều bình tĩnh lại để chờ đợi kết quả. Mã Nhụy tiếp tục hỏi, xem ra Văn Kỳ mới là người bị hại, ai là người đứng sau chuyện này đây, chúng ta hãy để Tô Văn Kỳ kể thật chi tiết nào. Tô Văn Kỳ nói, hôm đó, tôi tình cờ gặp một nhân viên của tổ đạo diễn bên ngoài phòng trang điểm, cô ta tự nhận là fan của tôi và đưa cho tôi một chai nước, lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều nên đã uống một nửa. Sau đó nửa chai còn lại đã được đem đến cục cảnh sát để xét nghiệm và phát hiện ra rằng có thuốc XXX trong đó. Mã Nhụy vội hỏi, người đó là ai, đã bắt được chưa? Tô Văn Kỳ lắc đầu, cô ta đã ra nước ngoài rồi, cảnh sát vẫn đang truy bắt. Mấu chốt của vấn đề này là nằm trên người đó, nếu bắt được cô ta thì mọi việc sẽ sáng tỏ, đương nhiên Lục Phàm cũng sẽ bị bắt. Chỉ là người phụ nữ này rất thông minh, cầm một số tiền lớn rồi trực tiếp ra nước ngoài. Cần có thời gian để lấy quốc tịch, một thời gian nữa sẽ không bị bắt. Phải đợi đến lúc bắt được người phụ nữ này, lập hồ sơ, sau đó mới có kết quả, e rằng đến lúc đó Tô Văn Kỳ đã hết hot, rồi còn ảnh hưởng đến phát triển sự nghiệp. Tô Văn Kỳ tiếp tục kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Ngoài Tô Văn Kỳ và chị Điền ra, còn có nhiều phương tiện truyền thông khác có thể làm chứng, lúc đó cũng có nhiều người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, chỉ là bọn họ không hề biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Tô Văn Kỳ lấy ra một vài bức ảnh nữa trong tập hồ sơ, cho thấy hình ảnh những người da đen đó đang tiến vào và ảnh Lưu Kinh Tế đang nói chuyện với bọn họ. Những bức ảnh này đều là ảnh chụp màn hình của camera giám sát, có đóng dấu của Cục Công an, có thể dùng làm bằng chứng. Mã Nhụy chỉ vào Lưu Kinh Tế, hỏi, người này là ai? Tô Văn Kỳ trả lời, những người trong ngành chắc hẳn đã quen thuộc với anh ta, người này là Tô Văn Kỳ trả lời, những người trong ngành chắc hẳn đã quen thuộc với anh ta. Người này là một người quản lý có tiếng, tên Lưu Toàn, là người đại diện của Lục Phàm.
Lưu Toàn này khá đặc biệt, trước đây anh ta tiếp xúc với không ít nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng lại khác hoàn toàn với chị Điền. Chị Điền có trong tay rất nhiều nghệ sĩ nhưng Lưu Toàn chỉ chịu trách nhiệm với một mình Lục Phàm mà thôi. Nói cách khác, Lưu Toàn tham gia chuyện này thì có nghĩa là Lục Phàm cũng có liên quan đến vụ này. Ngay sau khi Tô Văn Kỳ đưa ra bằng chứng, cơ thể loại dân mạng lập tức sục sôi. Chuyện gì xảy ra thế này, thì ra là trò quỷ của Lục Phàm à. Lục Phàm đã bị rút vốn cách đây một thời gian và cũng đã bị phong sát, chẳng lẽ là do chị Tô sao? Cũng có thể, Lục Phàm và chị Tô xảy ra mâu thuẫn, sau đó bị phong sát, có lẽ Lục Phàm đã ôm hận và tìm thủ đoạn để trả đũa. Ôi trời, mọi thứ theo đúng trình tự rồi nè. Đáng đời Lục Phàm, dám giở cái trò quỷ quyệt này, hãy tống hắn ta vô tù đi. Cư dân mạng vẫn rất thông minh, những thứ mà Tô Văn Kỳ đưa ra đều là bằng chứng vô cùng có lợi, không thể nào phản bác được, và khi liên kết với chuyện lúc trước thì mọi người đều có thể đoán ra đây là cách trả thù của Lục Phàm. Tuy Tô Văn Kỳ không nói nhiều, nhưng MC Mã Nhụy đã rất có kinh nghiệm, cả hai nói chuyện chỉ trong vòng 10 phút mà đã có thể giải thích được mọi chuyện từ đầu đến đuôi, xem ra Văn Kỳ rất mạnh mẽ nhỉ, nếu đổi lại tôi là người phải đối mặt với dư luận như vậy thì khó mà chịu được. Đúng rồi, cô vừa nói có một người đàn ông cứu cô lên trần nhà, người này là ai thế? Cô có thể tiết lộ một chút được không? Tô Văn Kỳ do dự một lúc, sau đó lắc đầu. Anh ấy không phải người trong ngành. Tôi không thể nói ra thân phận anh ấy được. Mã Nhụy mỉm cười, xem ra thì người này có vẻ rất thân với Văn Kỳ nhỉ. Tô Văn Kỳ cũng cười nhạt, cô đang muốn bẫy tôi đó à? Phong cách dẫn chương trình của Mã Nhụy là như vậy, trò chuyện có vẻ đơn giản nhưng thực ra cô ấy đang tìm cơ hội để hỏi một số chủ đề nhạy cảm hơn. Nhiều người nổi tiếng đã công khai cuộc sống riêng tư của họ trong chương trình này, vậy nên rating mới cao. Mã Nhụy cười nói, Văn Kỳ hot bao nhiêu năm như thế? Nên mọi người đều rất quan tâm đến đời tư của cô, thay vì để tôi bóc thì tốt nhất cô nên tự thành thật thì hơn. Tô Văn Kỳ mỉm cười, im lặng một lúc, sau đó cô quay ra nhìn máy quay rồi nhẹ nhàng nói. Anh ấy là bạn trai tôi. Đột nhiên, phần bình luận gần như sôi sục. Tô Văn Kỳ lần đầu công khai tình cảm. Ôi trời, tin tức lớn như vậy. Phỏng vấn Mã Nhụy cũng ngầu phết, ngay cả chuyện của chị Tô cũng đào ra được sao. Đương nhiên, thực ra chuyện này đã được sắp xếp trước. Muốn lên phỏng vấn Mã Nhụy thì vẫn phải có chút gì đó để nói, nếu không chương trình sẽ không có nhiều sự chú ý và hiệu suất công chiếu sẽ không cao. Sau đó, Mã Nhụy bắt đầu trò chuyện với Tô Văn Kỳ về mối quan hệ của cô ấy, và đương nhiên Tô Văn Kỳ cũng kể sự thật. Có khoảng thời gian tôi đã gặp rất nhiều áp lực trong công việc, tôi lén đi uống rượu mà không nói với người đại diện, có lần tôi uống quá chén và say trước cửa nhà anh ấy, chính anh ấy đã cứu tôi. Mã Nhụy hơi kinh ngạc. Cô là một ngôi sao lớn, hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy, anh ấy sẽ không nhân lúc cô say mà làm gì bậy bạ chứ. Tô Văn Kỳ mỉm cười, không có, nói ra thì khá buồn cười, anh ấy dường như không biết về tôi, lần đầu tôi đến nhà anh ấy, nhưng anh ấy đã thực sự muốn đuổi tôi đi 3 lần liên tiếp, tôi thậm chí còn tự hỏi liệu sức hấp dẫn của mình có phải đã giảm đi rồi không. Mã Nhụy cũng nhoẻn miệng cười, xem ra người đàn ông này đúng là chính nhân quân tử rồi. Tô Văn Kỳ gật đầu, đúng vậy, anh ấy rất chính trực, lại còn là bác sĩ, lúc đó ố trước mặt anh ấy, tôi chỉ là một con ma men mà thôi. Những gì Tô Văn Kỳ nói là nửa thật nửa giả, phần sự thật được tiết lộ thì nghe vô cùng lãng mạn, nhưng mọi người lại không hề biết cô đang nói về Tần Lâm. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đó chính là Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh ngồi trong phòng làm việc, cũng đã xem chương trình của Tô Văn Kỳ, sau khi nhìn thấy tin liền lập tức nhắn tin cho Tần Lâm. Hai người là người yêu à? Vài phút sau, Tần Lâm phản hồi, không phải, sao tác thôi. Liễu Thanh Thanh lộ rõ vẻ hài lòng, vậy thì được. Tần Lâm nhìn thấy tin nhắn trả lời của Liễu Thanh Thanh, trong lòng đột nhiên có chút không nói nên lời, mạch não của nữ doanh nhân này thực sự kỳ lạ. Không ngờ người đầu tiên đến hỏi mối quan hệ của Tần Lâm và Tô Văn Kỳ lại là Liễu Thanh Thanh. Lần trước Tần Lâm nhờ Liễu Thanh Thanh giúp đỡ, lúc đó cô đã nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ rồi. Liễu Thanh Thanh là nữ doanh nhân hàng đầu của quốc gia, vừa xinh đẹp phóng khoáng, lại còn là một bạch phú Mỹ cao cấp, vậy nên rất hiếm khi có người phụ nào có thể là mối đe dọa của cô. Có thể Tô Văn Kỳ là một trong số đó. Xét về tiền tài, Tô Văn Kỳ đương nhiên không bằng Liễu Thanh Thanh, nhưng Tô Văn Kỳ vừa hát hay lại còn nhảy tốt, vô cùng có sức hút với đàn ông. Nếu như một người đàn ông phải lựa chọn giữa một thiên hậu nổi tiếng và một nữ doanh nhân giàu có, e rằng cũng khó mà quyết được.
Tần Lâm cười đáp, nếu thật thì sao? Liễu Thanh Thanh không chút do dự, nếu như là thật thì tôi sẽ rút tài trợ của Tô Văn Kỳ. Tần Lâm, Liễu Thanh Thanh nói, anh đừng hiểu lầm, tôi sẽ không dùng cách này để uy hiếp cô ấy đâu, tôi chỉ muốn trừng phạt cô ấy vì đã nói dối tôi. Lần trước Liễu Thanh Thanh đã hỏi Tô Văn Kỳ rất nghiêm túc về mối quan hệ của hai người, nếu Tô Văn Kỳ dám nói dối thì cô chắc chắn sẽ rút vốn. Nhưng may là không nên Liễu Thanh Thanh cũng yên tâm. Sau khi vụ việc của Tô Văn Kỳ được phát sóng, cư dân mạng lập tức bùng nổ, mọi luồng dư luận đều nghiêng về Tô Văn Kỳ. Ngay cả cảnh sát cũng vào cuộc, nói rằng Tô Văn Kỳ thực sự là nạn nhân của vụ việc này, và họ sẽ tiếp tục điều tra để đưa thủ phạm ra trước công lý. Phía bệnh viện, các đài truyền hình lớn và nhiều bài đăng chính thức trên Facebook đều lên tiếng ủng hộ Tô Văn Kỳ. Đương nhiên không ít trong số này cũng chỉ là mấy kẻ nịnh bợ. Nếu không nhìn thấy Tô Văn Kỳ lấy ra chứng cứ thì còn lâu bọn họ mới đứng về phía cô. Không chỉ như vậy, Facebook chính thức của mỹ phẩm Tầng Vân và Liễu Thanh Thanh cũng đồng loạt lên tiếng ủng hộ Tô Văn Kỳ. Dù gì thì Tô Văn Kỳ cũng là người đại diện của mỹ phẩm Tầng Vân, nên việc ủng hộ cô ấy là điều đương nhiên. Tần Lâm nhìn thấy mấy dòng trên Facebook mà không nói nên lời, phụ nữ mà, thật hay thay đổi. Tần Lâm cũng lười lo đến mấy chuyện tiếp theo, anh vốn muốn tìm cơ hội để xử tên Lục Phàm kia. Nhưng bây giờ mọi việc đã bị bại lộ, Lục Phàm hẳn không thể nào thoát được, và việc ngồi tù cũng không thể tránh khỏi, đầu sỏ cộng với việc là người của công chúng thì chắc chắn sẽ phải chịu một bản án nặng nề, nên Tần Lâm chẳng thèm để ý đến anh ta làm gì. Giữa đám người lên tiếng thì Tần Lâm cũng nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Vương Đông Tuyết, Đông Tuyết Livestream trên Hổ Ngư, còn đăng Facebook ủng hộ Tô Văn Kỳ, chỉ là không có ai chia sẻ lại đoạn Facebook này mà thôi. Rất nhanh đã bị chìm trong đám tin tức kia, nếu Tần Lâm không theo dõi cô thì có thể đã không nhìn thấy được đoạn tin này rồi. Tổng số người theo dõi Facebook của Vương Đông Tuyết chỉ có 8-9 nghìn, và hầu hết bọn họ đều đến từ nền tảng Hổ Ngư. Lúc đầu, Vương Đông Tuyết và những người khác tương tác với nhau, Tô Văn Kỳ đã đến giúp đỡ, vậy nên lần này Vương Đông Tuyết phải góp một phần sức để giúp cô. Tần Lâm trả lời một tin trong đó, ủng hộ Vương Đông Tuyết. Sau vài phút, Vương Đông Tuyết liền trả lời tin nhắn. Anh Tần, bị anh phát hiện rồi. Cô còn gửi thêm một biểu cảm dễ thương. Gần đây, trong giới giải trí xả ra một sự kiện lớn như vậy, các nền tảng trực tuyến đều đang bàn tán về Tô Văn Kỳ, đặc biệt là Vương Đông Tuyết cũng quen biết Tô Văn Kỳ, cho nên ngay khi buổi livestream bắt đầu, tất cả mọi người đều chạy tới hỏi cô, không còn cách nào khác, cô bèn phải xin nghỉ phép vài ngày, hơn nữa cũng không tham gia livestream. Bây giờ cuối cùng cũng đã xong xuôi rồi, Vương Đông Tuyết cũng đã chuẩn bị để tiếp tục livestream. Anh Tần, em sắp livestream rồi, anh thấy chưa? Được, để lát nữa anh xem. Đúng rồi, số của anh trong phòng livestream là gì, anh đã nói chưa nhỉ? Tần Lâm mỉm cười, thầm nghĩ chính là ớt, dì Phùng, nổi danh thiên hạ đó. Có điều chuyện donate Tần Lâm vẫn chưa nói, tìm cơ hội tạo bất ngờ cho Vương Đông Tuyết. Anh không nói gì, chỉ xem thôi. Được thôi, lát nữa có hoạt động rồi, em không nói chuyện với anh nữa, em phải đi chuẩn bị. Tần Lâm cũng trở về nhà từ y quán, Vương Đông Tuyết nói có hoạt động, chắc lại là PK, anh lại mượn điện thoại của dì Phùng vào xem. Trở về nhà, anh lấy điện thoại của dì Phùng vào phòng livestream của Vương Đông Tuyết, lúc này cô đã phát trực tiếp rồi nhưng vẫn chưa chính thức bắt đầu. Bây giờ tôi phải chuẩn bị nguyên liệu, lát nữa sẽ làm 8 món một canh, mọi người ủng hộ tôi nhé. Ở dòng chat đã có nhiều người bắt đầu donate, ngoài những đồ miễn phí ra cũng có người tặng mấy chục tệ. Nhìn thấy bình luận của mọi người Tần Lâm mới biết thì ra hoạt động mà Vương Đông Tuyết nói là lễ hội Carnival hàng năm, đây là bữa tiệc quy mô lớn của diễn đàn Livestream, có thể nói là chương trình gặp nhau cuối năm trong giới Livestream, chỉ có những streamer hàng đầu mới có tư cách tham gia. Đương nhiên rồi một vài streamer bình thường cũng có thể đi, ví dụ như kiểu streamer tầm trung như Vương Đông Tuyết. Có một lượng fan cố định nhưng không nổi đình đám, người như thế rất nhiều. Nhưng danh sách cho bọn họ có hạn vì thế cần phải cạnh tranh, phía bên trên phòng Livestream có một nút ấn, gọi là chuyến tàu cao tốc đến lễ hội Carnival. Cũng có nghĩa là khi streamer nhấn tham gia là sẽ cạnh tranh với những streamer khác, chỉ cần đạt được độ nổi tiếng nhất định là có thể lên xe, giành tấm vé tham dự buổi tiệc. Vương Đông Tuyết muốn đi nên đã nhất nút, hôm nay cũng xem như bỏ rất nhiều tâm huyết. Chuẩn bị dành 4 tiếng đồng hồ phát trực tiếp nấu ăn, từ việc chuẩn bị nguyên liệu đến khi hoàn thành xong 8 món. Hơn nữa hôm nay cô còn chuẩn bị làm mukbang, hình thức vừa ăn vừa ghi hình ăn cho người hâm mộ xem.
để họ biết đồ ăn do Vương Đông Tuyết làm không chỉ có mỗi hình thức. Sau khi bắt đầu Livestream, Vương Đông Tuyết luôn xếp cuối, chuyến tàu cao tốc chỉ có 30 slot, streamer tham gia cần phải lọt vào top 30 thì mới nhận được tấm vé. Trước mắt Vương Đông Tuyết đang xếp thứ 45, cũng có chút hy vọng. Hơn 20 streamer phía trước đa phần là streamer về lĩnh vực game, độ hot cao hơn nữa lượng fan rất ổn định. Game streamer là lĩnh vực có tiếng nhất trong giới streamer, loại thường như Vương Đông Tuyết rất khó cạnh tranh được với người ta được, vì thế mục tiêu của cô cũng không phải là lọt vào top 25 mà là vị trí từ 26 đến 30. Chỉ cần có thể lọt vào top 30 là coi như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vương Đông Tuyết bắt đầu nấu ăn, cố gắng giảng kỹ từng bước, hơn nữa dạy toàn món có độ khó cao. Thứ hạng của Vương Đông Tuyết cũng dần tăng lên, đặc biệt là lúc nấu ăn, rất nhiều bà nội trợ học theo cô. Sau khi thứ hạng tăng đến thứ 40, trong phòng livestream đột nhiên có người nói, lại gặp Tiểu Hồ Nương. Vừa nghe thấy Tiểu Hồ Nương, fan của Vương Đông Tuyết lập tức sục sôi, đối thủ cũ đây mà. Đúng là oan gia ngõ hẹp, động tí là lại gặp cô Tiểu Hồ Nương này. Có điều cô Tiểu Hồ Nương tham gia chương trình này cũng bình thường, theo lý mà nói cô ta cũng có tư cách, cũng được coi là streamer hạng chung cùng đẳng cấp với Vương Đông Tuyết. Có điều sau vụ việc bị Tiết Đại Lâm tát ngay trong lúc Livestream nên độ nổi tiếng đã giảm đi chút ít, nhưng Tiểu Hồ Nương chủ yếu nhắm vào các đối tượng háo sắc, vì thế dù bị đánh cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Lần này nếu Tiểu Hồ Nương có thể tham gia lễ hội Carnival thì sau này chắc chắn có thể trở thành streamer hàng đầu. Các tình yêu, em chuẩn bị tranh đấu giành vé tham gia lễ hội Carnival, mọi người nhớ giúp em nha. Hình thức tham gia lễ hội Carnival rất đơn giản, tất cả streamer đồng thời tham gia và tranh đấu, tính dựa vào độ nổi tiếng, donate cũng được tính là độ nổi tiếng, có đại gia tặng thưởng hoặc độ nổi tiếng cao cũng sẽ có cơ hội được vào. Mục tiêu của Tiểu Hồ Nương cũng không cao, có thể lọt vào top 30 là được rồi Hồ Nương, lại gặp đối thủ cũ kìa. Hả? Không phải lại là cái cô Đông Tuyết nấu ăn đấy chứ? Không sai, chính là cô ta, bây giờ người ta cũng nổi tiếng rồi, chắc lát nữa lại PK. Mục tiêu của các streamer nhỏ như Vương Đông Tuyết và Tiểu Hồ Nương đều là có thể lọt vào top 30, vì thế đương nhiên bọn họ sẽ trở thành đối thủ của nhau. Thấy Vương Đông Tuyết cũng đang chuẩn bị cho lễ hội Carnival, Tiểu Hồ Nương hừ lạnh lùng, chỗ nào cũng có mặt con tiện nhân đấy. Hai người họ là đối thủ cũ của nhau vì thế Tiểu Hồ Nương nói năng cũng không hề khách khí. Dù sao mọi người cũng đều biết xích mích giữa hai bọn họ, chỉ bằng Tiểu Hồ Nương cứ thẳng thắn thì hơn, các tình yêu hãy ném chúng gà thối qua kia đi, đừng để con tiện nhân đó trèo lên đầu em. Được thôi, nghe sự chỉ huy của Hồ Nương, tôi ra tay rồi, Tiểu Hồ Nương vừa ra lệnh, phòng Livestream của Vương Đông Tuyết lập tức tăng lên hơn 1.000 người xem, mọi người đều không hiểu tại sao tự dưng lại nhiều người như thế. Độ nổi tiếng cũng tăng lên không ít, tuy nhiên ngay sau đó, đám người này như thể đã thương lượng trước với nhau rồi, đồng loạt tặng trứng gà thối. Bốp, bốp, phòng Livestream của Vương Đông Tuyết lập tức xuất hiện vô số hình ảnh trứng gà thối, có thể nạp tiền để dùng trứng gà thối hoặc do hệ thống donate tặng, mỗi quả trứng gà thối sẽ giảm 5 điểm độ nổi tiếng của streamer. Nhìn thấy streamer nào tệ hại là có thể ném trứng gà thối. Đám người này thường chỉ xem Livestream của Tiểu Hồ Nương vì thế ít khi dùng trứng gà thối, tích lại để đẩy, hơn 1.000 người, một người hơn chục quả trứng gà thối, ném tầm hơn 5 phút, độ nổi tiếng của Vương Đông Tuyết từ vị trí 40 tụt xuống 60. Vương Đông Tuyết nhìn thấy thứ hạng của mình và hình ảnh trứng gà thổi trên màn hình, cô thấy ấm ức, mím môi chịu đựng, tiếp tục Livestream. Dù sao cũng trải qua nhiều chuyện rồi Vương Đông Tuyết cũng quen, cho dù bị ném trứng gà cũng chẳng sao. Cô vẫn tiếp tục Livestream. Cô không nói gì nhưng người hâm mộ thì không chịu nổi, lập tức chửi mắng. Cô Tiểu Hồ Nương kia đúng là đáng ghét thật đấy, có giỏi thì dùng dao súng thật đi, ai lại chơi cái thủ đoạn bỉ ổi này chứ? Đúng vậy, chúng ta cũng đi ném trứng gà thổi đi, thật vô liêm sỉ. Đúng, hạ gục cô ta đi, cùng lắm thì hai bên đều bị tổn hại. Có rất nhiều người lập tức đi ném trứng gà thối trong phòng Livestream của Tiểu Hồ Nương. Một lúc sau, phòng Livestream của Vương Đông Tuyết lại tăng lên hơn 3.000 người, mỗi người 10 quả trứng gà thối, không nói không rằng mà ném thẳng thừng. Mọi người đều sững sờ, Tiểu Hồ Nương lắm fan thể ư. Thể loại sao có thể sai khiến nhiều người như vậy chứ? Trong phòng Livestream của Tiểu Hồ Nương, cảm ơn chị Bối Bối đã giúp em, Hồ Nương mãi yêu chị, ngoa ngoai sức mạnh kêu gọi của fan Tiểu Hồ Nương cũng bình thường, vì thế cô ta đã tìm Bối Bối,
một người bạn tốt của mình để giúp đỡ. Cô bối bối này là streamer nhan sắc, nổi tiếng hơn cô ta, vì thế chỉ cần nói một câu trong phòng Livestream là sẽ có một đống người đi ném trứng gà thối cho Vương Đông Tuyết. Fan của Vương Đông Tuyết giận sôi máu. Đúng là ức hiếp người quá đáng, Tiểu Hồ Nương đúng là streamer đáng ghét nhất, không dễ dàng gì mới tích được độ nổi tiếng, kết quả nháy mắt cái bị tụt hạng, các người đê tiện thật đấy. Cho dù Vương Đông Tuyết bị tụt hạng, cô Tiểu Hồ Nương đó có thể lên được chắc. Cô nằm mơ đi, đáng ghét, tức chết đi được. Phòng Livestream của Vương Đông Tuyết đa số là các dì các mẹ, nhiều người chỉ xem chứ không làm gì khác, ngay cả quà miễn phí cũng không tặng. Vì thế cho dù nhiều fan nhưng Vương Đông Tuyết muốn tăng độ nổi tiếng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khó khăn lắm mới lên được một chút, kết quả vì hai lần bị ném trứng gà thổi mà tụt hạng. Tuy nhiên, một dòng bình luận đã gây sự chú ý của tất cả mọi người. Đây là hiệu ứng đặc biệt của thẻ đế vương. Dô, dì Phùng đến rồi. Ông trùm đến rồi, lần này Đông Tuyết có người giúp rồi. Ha ha ha, dì Phùng của tôi luôn xuất hiện vào thời khắc quan trọng. Tài khoản dì Phùng nhà họ Tần vừa vào lập tức làm bùng nổ bình luận. Một lúc sau, Tần Lâm hỏi, trứng gà thối lấy ở đâu vậy? Bên dưới có rất nhiều người trả lời, trong kho đạo cụ cá nhân. Anh donate là sẽ có, chắc nhà dì Phùng có nhiều lắm, ra tay đi dì Phùng. Đập chết con tiện nhân Tiểu Hồ Nương đi. Sau đó hiệu ứng đặc biệt biến mất. Dì Phùng nhà họ Tần đã rời khỏi phòng Livestream thấy dì Phùng rời khỏi phòng Livestream. Mọi người lập tức theo dõi phòng Livestream của Tiểu Hồ Nương, không cần phải hỏi nhiều, chắc chắn là đi ném trứng gà thối. Tiểu Hồ Nương nhảy xong một bài, uống nước trước ống quay, cố ý làm ướt áo, nhìn trông rất quyến rũ. Đột nhiên dòng chat có hiệu ứng đặc biệt. Dì Phùng nhà họ Tần đã vào phòng Livestream, Tiểu Hồ Nương sững sờ, dì Phùng nhà họ Tần. Đây không phải là đại gia donate cho Vương Đông Tuyết sao, sao anh ta lại vào phòng Livestream của mình chứ? Lẽ nào chơi chán Đông Tuyết rồi nên quay sang cô ta sao? Tiểu Hồ Nương lập tức sung sướng đến kích động, vội nói. Chào mừng dì Phùng nhà họ Tần. Tuy nhiên còn chưa nói xong, Tần Lâm vừa vào liền ném 10 quả trứng gà thối. Một nửa màn hình của Tiểu Hồ Nương bị che lấp bởi hiệu ứng trứng gà thổi. Nửa màn hình còn lại lộ biểu cảm khó xử của Tiểu Hồ Nương. Trứng gà thối của Tần Lâm che đi bình luận của tất cả mọi người, người ta đập từng quả một vì ghét streamer. Còn Tần Lâm thì ném từng chùm một vì muốn nhanh hơn. Bình thường thì donate 100 tệ có thể được một quả trứng gà thối. Tần Lâm đã tặng hơn 1 triệu tệ nên có rất nhiều trứng gà thối. Từng chùm trứng gà thối ném qua làm gián đoạn việc Livestream của Tiểu Hồ Nương. Vì hiệu ứng đặc biệt đầy màn hình nên chẳng nhìn thấy người đâu. Ném tầm 10 phút thì Tần Lâm mới ném hết số trứng gà thối của mình. Sau đó là thông báo dì Phùng nhà họ Tần rời khỏi phòng Livestream. Mặt khác người hâm mộ hóng chuyện mà buồn cười muốn chết. Không ngờ dì Phùng bán trứng gà đúng không, ha ha ha. Đúng là lợi hại thật, dì Phùng chắc phải tích được mười mấy nghìn quả trứng gà thối đấy nhỉ. Mấy nghìn người các người có đấu lại được một mình dì Phùng của chúng tôi không? Dì Phùng lập tức trở thành anh hùng. Chẳng ai có thể đấu được với dì Phùng. Mười mấy nghìn quả trứng gà thối khiến độ nổi tiếng của Tiểu Hồ Nương lập tức tụt xuống không, xếp bét bảng. Hơn nữa tầm mười mấy phút ngừng phát trực tiếp nên nhiều người thấy nhàm chán rời khỏi phòng Livestream, bây giờ chỉ còn lại 180 fan cứng. Sắc mặt Tiểu Hồ Nương tái mét lại, bây giờ cô ta không thể nào đủ sức để cạnh tranh lấy tấm vé tham gia lễ hội Carnival, bị Tần Lâm ném nhiều trứng gà như thế, hôm nay chắc chắn không còn cơ hội nữa rồi. Vốn dĩ còn tưởng dì Phùng nhà họ Tần đến giúp cô ta, kết quả lại là ném trứng gà thối. Rất nhiều người đồn rằng dì Phùng nhà họ Tần là một người đàn ông vô cùng giàu có, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, dì Phùng nhà họ Tần này chắc là một bà dì đại gia. Hơn nữa còn là một bà dì có sở thích lập dị. Tiểu Hồ Nương tức giận tắt Livestream, không phát trực tiếp nữa. Tần Lâm trở lại phòng Livestream tặng vài cái máy bay hỏa tiễn rồi ao ra ngoài. Dì Phùng đi đâu rồi? Dì Phùng lại đi rồi à? Sao đi nhanh thế? Đâu? Dì Phùng vẫn đang online mà. Má nó, có khi nào dì Phùng vào phòng Livestream của bối bối không? Cô bối bối trước đó đã giúp Tiểu Hồ Nương, trong phòng Livestream kêu gọi không ít người đi ném trứng gà thổi, mặc dù món nợ này phải tính cho Tiểu Hồ Nương, nhưng rõ ràng bối bối cũng đứng ở phe đối lập. Có điều bối bối là streamer lớn, bằng Tiểu Hồ Nương và Vương Đông Tuyết cộng lại, người ta nhiều lưu lượng, có 100.000 fan, bây giờ hoạt động trong tàu cao tốc, cũng xếp thứ hạng mười mấy. Cơ bản là nắm chắc vé tham gia lễ hội Carnival.
có khi nào dì Phùng định ra tay với bối bối không? Tần Lâm vừa vào phòng Livestream lập tức xuất hiện hiệu ứng đặc biệt, bối bối cũng vội chào đón. Chào mừng dì Phùng nhà họ Tần đến phòng Livestream của bối bối, thích bối bối thì nhớ quan tâm và tặng quà nhé. Phong cách của bối bối đỡ hơn tiểu hồ nương nhiều, ít nhất cũng sẽ không làm mấy chuyện không đàng hoàng như lộ chân lộ ngực, chủ yếu là vì bối bối xinh đẹp hơn tiểu hồ nương, hơn nữa cũng đa tài. Ngoài nhảy nhót hát hò ra còn biết tấu nói, chủ yếu cô ta thường Livestream về tấu nói, gây hài cho mọi người, nghe nói bối bốt tốt nghiệp chuyên ngành phát thanh truyền hình, giọng nói rất hay. Tình hình cũng giống như lúc nãy, bối bối vừa nói xong, trứng gà thối trực tiếp ném tới khiến cô ta không kịp trở tay. Lúc nãy ở bên phòng Livestream của tiểu hồ nương, Tần Lâm chưa dùng hết trứng gà thối, hơn nữa anh vừa donate khá nhiều cho Vương Đông Tuyết nên lại được nhận thêm một ít, ném hết cho bối bối. Sắc mặt bối bối cũng rất khó coi, có điều cô ta cũng là streamer có kinh nghiệm, vừa lướt trứng gà thối vừa kể chuyện cười nên vẫn giữ được nhiều người ở lại xem. Nhưng rất nhiều trứng gà thối, độ nổi tiếng tụt xuống rất thấp, trong vòng vài phút đã rớt ra ngoài top 30. Sau đó Tần Lâm ao ra khỏi phòng Livestream, mặt bối bối rất khó coi, bây giờ đã ra khỏi top 30 rồi, nếu không sử dụng tuyệt chiêu, sợ rằng khó có thể vào được. Bối bối lấy điện thoại ra nhắn tin Zalo. Tầm mấy phút sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng của bối bối, cô ta cười nói. Mọi người đợi tí, một người bạn cũ của tôi đến, đảm bảo sẽ gây bất ngờ cho mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.